Nam mô Bụt Thầy nha, Nam mô Tham Thầy nha, trước tiên để duy tôn thêm đức tăng trong những điều tôn được rồi bình bền đạo hữu ASEAN được sức nhiều quang sức hiền hòa đạo hữu lắng nghe và sức thì lòng xin được duy tăng truyền tâm quy đến đạo tràng pháp hội Bụt Đăng Sa Nang Gacchami mi con đem thành kính xin quy Phật Đăng Mong Sa Nang Gacchami mi con đem lòng thành kính xin quy Pháp Sằng Khăng Sa Nang xin quy Tăng Đức Tỳ Chà lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì Đức Tỳ Yam Vị Đắc Mong Sa Nang Ga Chà Mi con em lên lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì Đức Tỳ Yam Vị Sang Khăng Sa Nang Ga Chà Mi con em lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì Tạ Tỳ Yam Vị Bụt Đăng Sa Nang Ga Chà Mi con em lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba Tạ Tỳ Yam Vị Đắc Mong Sa Nang Ga Chà Mi con em lên lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba Tạ Tỳ Yam Vị Sang Khăng Sa Nang Ga Chà Mi con em lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Bụt Thăng Saranang Gacchami, Thammăng Saranang Gacchami, Sang khăng saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng Duti yam pi Bụt Thăng Saranang Gacchami Duti yam pi Thammăng Saranang Gacchami Duti yam pi Sang khăng saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì Tati yam pi Bụt Thăng Saranang Gacchami Tati yam pi Thammăng Saranang Gacchami Tati yam pi Sang khăng Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba Tỳ sa là nó cái hạt năng lịch thị tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu à, má phần tê và chúng con xin vâng bà tiếp ba ta về tâm mạnh đi sẽ khó bất đăng tham ma bị giam bị còn riêng bao nhiêu điều họ của lão quy tránh xa sự sát sanh Đinh Đa Na Về Đà Mạn Đi Sĩ Còn xin quan giới điều học là quy chánh xa sĩ trộm cắp Mê Sư Mi Cha Cha Ra Về Đà Mạn Đi Sĩ Kho Bất Đăng Sâm Ma Địa Gia Còn xin quan giới điều học là quy chánh xa sĩ tà hành Mụ Sa Hoa Đa Về là mặt đi sẽ khó có đang xa ma bị giam mi Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự nói dối Sự ra mê ra do ma chạp và ma đắc hà nam Về là mặt đi sẽ khó có đang xa ma bị giam mi Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say Bà na ti bà ta Huệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh A Định Na Đa Na Huệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Cà Mê Sumit Cha Cha Ra Huệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.
Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat champama tam thana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Imani bancha sikha badhane sadukang katoa ngapamadena nichakalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải năm mươi dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À ma phần tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tin yon ti, sì lê na phu ca sâm bạc đàn, sì lê na ni pu tin yon ti ta smai, sì lăng vị sô thác yên. Các chúng sanh lên sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên cho Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhớ. Sa thú, sa thú, sa thú. Uttamang ghe na quanh đê hăng ba đa băng sung qua rua ta măng bùa thê vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng. Uttamang ghe na quanh đê hăng thầm măng cha đu vi thăng qua răng thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tu tăng ma măng. U ta măng ghê na quanh đê hăng sang khăn cha đu vi thô ta măng sang khế vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh ngài Trí Đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. So tha lập thô su ki tô vô rô na hô bô tha sa sa ne a rô vô su ki tô hô i sa ha sa bê nha ti phi sa tha lập tha su ki tô vô rô na hô bô tha sa sa ne a rô ga su ki tô hô i sa ha sa bê nha ti phi te a tha lập tha su ki tô vô rô na hô bô tha sa sa ne a rô ga su ki tô hô tha sa ha sa bê thị nhà tị phi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng tri ân ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạng kinh chi cu sa la cấm măng căn tâm băng kỳ ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye san ta san nhi no an thi ye cha san ta san nhi no ca tăng puôn nhà pha lăng mê hăng sam bê pha ghi pha quan tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng puôn nhà pha lăng ma ya ye cha tan tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi dê san ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti.
Karani yamantha kusale na yantang santang badang apisamang cha sangko uchu cha su uchu cha su wacho cha samudu anatima nisanto sako cha su faro cha amba kincho cha san lau kawua ti san tinh triyo cha nibako cha amba gampo kule su ananu gintho na cha khuất đằng sâm mà cha rê kinh chi dê na huynh nhu pa rê u pa wa đê yung su kỳ kê mi nô hoan tu sâm bê sẵn ta pa quán tu su kỳ tan ta dê kê chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka nu ka tu la đến tha wa ye wa đến tha ye cha du re wa san ti a wi du re phụ ta wa sam pha quê si wa sam bê san ta pha quán tu su khi tan ta na ba rô ba răng ni cùng bê thành na ti man ye tha cảnh tha chi năng kinh chi ya rô san na ba ti kha san ya nan ya man ya sa đúng kha minh chê ya ma ta ya tha ni yang bu tăng Ayusa e kapu tamanu rang khe e wam bi sam ba phu te sumana sam pha wa ye a parimanang me tan cha sam ba lo ka smin ma na sang pha wa ye a parimanang u thang a tho cha ti ri yan cha sam ba thang a we rang a sa ban tang tinh thành cha rằng ni sinh nô hoa sa gia nô hoa gia hoa ta sa huy gá ta minh thô ê tăng sa tinh na thính thay ya pram ma mê tăng huy hà ra ma u đính thinh cha nô ba gam ma si la hoa đá sa nê na sam pa nô ca mê su vi nê ya ghê thăng nay cha tu gắm pha xê văn bồ na rê tì tì sang sa rê sang sa ran ta năng sam ba đung ca vi na sa nê san ta tham mê cha bon chang ghê ma ra sê nam ba man no bu chi toa ye bi me san ta ti pha wa mu ta ku ta ma a cha tin a cha ra pya thin na ma tang nim pha yang ga ta e wa ma di gu nu be tang a ne ka gu na sang ga hang o sa thanh chay mang man tang bo chang gan tam pha na ma he bo chang go sát thị sang kha tu tham ma năng quý cha vô tất tha quý vị dạng bi tỳ bà sa thì bo chang ga cha ta tha ba đề sam ma thu bánh kha bo chang ga san tê tê sam ba đa si na mu ni na sam ma đăng kha ta pha quý ta ba hu li ka ta sang quán tăng ti a tình nha và niệm ba na và cha bồ thì gia ê tê na san cha quán chê na xoắn thì tê hô tu sam ba đa ê ca minh sa ma dê na thô món gan la nan cha ca sa băng ghi là nê đúng khi tê đi xoa bỏ trang ghê sánh ta đê sa di tê cha tăng a phi nan đức toa rô ga muốn chinh su tăng khả nê ê tê na sánh cha quán chê na son thì tê hô tu sắm bà đa ê ca đa thăm ma ra cha bi ghê lắng nhê na phi bi li tô chuôn đánh thê rê na tăng nhê quá phàn na bê toa na sa đà răng sam mô đính toa cha a ba tha tâm ha quá tha si tha na sô ê tê na sánh cha quánh chê na son tê hô tu sam ba đa ba hi tê cha a ba tha
tình năng nam ti ma hê si năng măng ga hà ta ki lê sa wa ban ta núm ban ti tham ma tăng ê tê na sánh chà quánh chê na xoắn thì tê hô tù sắm bà đa. Iti piso phagavada na parami sampanno. Iti piso phagavada na upaparami sampanno. Iti piso phagavada na paramantha parami sampanno. Iti piso phagavasi la parami sampanno. Iti piso phagavasi la upaparami sampanno. Iti piso phagavasi la paramantha parami sampanno. Iti piso phagavanang kamma parami sampanno. Iti piso phagavanang kamma upaparami sampanno. Iti piso phagavanang kamma paramantha parami sampanno. Iti piso phagavanya parami sampanno. Iti piso phagavanya upaparami sampanno. Iti piso phagavanya paramantha parami sampanno. Iti piso phagavanya parami sampanno. Iti piso phagavanya upaparamanno. Iti piso phagavā viriya paramantha parami sampanno. Iti piso phagavā kanti parami sampanno. Iti piso phagavā kanti upaparami sampanno. Iti piso phagavā kanti paramantha parami sampanno. Iti piso phagavā sancha parami sampanno. Iti piso phagavā sancha upaparami sampanno. Iti piso phagavā sancha paramantha parami sampanno. Iti piso phagavā atthana parami sampanno. Iti piso phagavā atthana upaparami sampanno. Iti piso phagavā atthana paramantha parami sampanno. Iti piso phagavā mantha parami sampanno. Iti piso phagavā mantha upaparami sampanno. Iti piso phagavā mantha paramantha parami sampanno. Iti piso phagavā ubhangha parami sampanno. Iti piso phagavā ubhangha upaparami sampanno. Iti piso phagavā ubhangha paramantha parami sampanno. Iti piso phagavā rasa parami sampanno. Iti piso phagavā rasa upaparami sampanno. Iti piso phagavā rasa paramantha parami sampanno. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và con xin kính đảnh lễ ngài Biểu Tông. Con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ cô Tu Nữ Khê Ma. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Brahma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha
Santi tha san tam ba ra chang kha cha ti ka de se to tham mang nu cam mang ba chang san tham ma phê rinh quy nha dành cha ca dân su tan cha bành thăng phi tham ma cham mang A cô ta dành tổ cha tu sẵn cha đành đăng bác bồ tha này về ba rì xa và mạnh chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ ơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời trơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hài giáp, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con không biết hôm nay vị nào là MC, con không biết là Huynh Minh Tâm hay là cô Trần Đạo. Dạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con MC Bất Đắc Dĩ. Dạ, con đang ở tiệm nail cho nên lúc làm được, lúc làm không được. Dạ, thôi thì lúc nào có duyên thì cũng lên đỡ micro. Dạ, con kính thỉnh sư Lưu Tông lên thử micro để cho chúng con biết được âm thanh của sư rõ. Nam mô Tát Sa Pa Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Bụt Tha Giá Kính Bạch Chư Tâu Hiền Giả Kính Thưa Chư Cần Sinh Nam và Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú và kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Lưu Tông. Dạ, thưa chúng con nghe rất là rõ. Dạ, hôm nay là thứ bảy ở Mỹ và chủ nhật ở Việt Nam. Dạ, chúng ta có thời Phật Pháp vấn đáp do sư Lưu Tông đảm trách trả lời những thắc mắc của chúng ta. Dạ, xin mời quý vị Phật tử quan hỷ. Vị nào mới vào thì có hai cách. Dạ, thứ nhất là giơ tay lên để đặt câu hỏi trực tiếp. Cách thứ hai là chúng ta đưa lên và những câu hỏi ở trên room và thì Minh Tâm hoặc những vị nào đó rảnh thì sẽ đọc cái câu hỏi dùm cho quý vị. Dạ, xin mời quý vị cứ tranh thủ à. Dạ. Dạ, Nguyên Như hôm nay tụng kinh hay quá, có thắc mắc không Nguyên Như? Nguyên Như có thắc mắc thì xin mời Nguyên Như giơ tay thôi chứ mở webcam làm gì. Dạ, sa thú bằng tay Nguyên Như rồi xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, giơ tay bấm lộn nút thôi anh chứ không mở webcam làm gì. Dạ. Anh ngài Nguyên Như xin mở hàng câu hỏi ngày hôm nay. Dạ, bạch ngài, con có một cái thắc mắc mà hồi đó giờ con cứ suy nghĩ hoài mà con nghĩ không có ra, bạch ngài. Từ gì á, con nhớ đức lời Đức Phật dạy á, khi mà mình làm một cái chuyện gì á, thì nếu mà mình làm cho tất cả mọi người đều được cái lợi lạc á, thì cái đó là tốt nhất. Còn nếu mà giữa hai người mà mình làm một cái chuyện mà mình quyết định chuyện gì á, mà một trong hai người đó mà không có lợi thì đương nhiên là mình không làm. Mà ngay cả mình làm một cái chuyện á, mà người đối diện của mình có lợi mà mình không có lợi vẫn không làm.
bạch ngài thì Đức Phật dạy thì càng nhiều cái có lợi thì mới là cái thiện sự nó mới xảy ra. Thì con học như vậy thì con thắc mắc ở trong một cái bài kinh mà con nghe ngài Trí Đức hay kể cho tụi con là cái lúc mà thái tử Úc á, bạch ngài đi vào rừng thì gặp cái bầy cọp mà nó đói thì thái tử lại nhảy xuống hố để mà nuôi cho cái con cọp. Thì lúc đó con cứ thắc mắc hoài, cái đúng là trong cái lúc đó là bài kinh Barami là có thể là giống như là hy sinh cả thân mạng của mình, nhưng mà nếu mà một cái vị thái tử thì làm cho quốc gia nó an lạc, làm cho mọi người lợi lạc nhiều hơn, thì lúc đó tại sao ngài lại hy sinh cái thân mạng cao quý của ngài để mà cứu con cọp và mấy cái con? Thì đằng nào cũng là một mạng, nhưng mà nó chỉ là thú thì so với cái lời ngài dạy thì nó đâu có giống với nhau. Thành ra con cứ nghĩ hoài không có ra được cái câu trả lời. Bạch ngài giải thích cho con được rõ cái thắc mắc của con ạ. Con xin ghi lại cho ngài. Nam mô Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật sự cái việc gì mình làm lợi mình lợi người thì nên làm, mà lợi một trong hai thì không nên làm. Cái trường hợp của Bồ Tát đó, ngài vì lợi mình và lợi người nữa, lợi người đó, bất cứ chúng sanh nào cũng vậy đều được lợi. Chúng sanh đó trước đó là trước mặt ngài đó là như là con cọp, con bầy con nó đói, còn lợi ngài tức là để cho ba la mật nó được hoàn hảo, ba la mắt thả ba la mi tức là cái bậc cuối cùng. Bởi vì ba la mắt thả ba la mi thành ra ngài mới quyết định hy sinh cả bốn a tăng kỳ kể từ lúc ngài được thọ ký. Cái vị Bồ Tát mà khi đang được thọ ký đó, trước khi được thọ ký chút xíu mà quyết định là không chịu hy sinh đó, thì lúc đó ngài có thể đắc đạo quả tứ thánh cùng lục thập không như thường. Nhưng mà ngài đã hy sinh đó để khổ tiếp tục bốn a tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp để cho chúng ta bây giờ có được cái lời dạy của ngài. Thì cái sự hy sinh đó, đó đối với các vị Bồ Tát những ba la mật đầy đủ rồi rồi họ mới dám làm, chứ mình thì mình chỉ cần nghĩ chuyện khác là để tới lui cái đó. Thành ra cái chuyện ngài hy sinh trơn cọp hoặc là cái chuyện ngài hy sinh chịu khổ bốn a tăng kỳ nữa để được cái giáo pháp chúng ta đang có ngày hôm nay, thì cái đó là cái nghĩa là cái từ tâm cùng cái nguyện lực của ngài rất là mạnh để làm được cái đó. Vì nên nhớ tất cả vị Bồ Tát sắp được thọ ký đều có khả năng đắc đạo quả tứ thánh đó, đó cùng cái lục thông rồi đó chứ không phải không. Nhưng mà tại sao ngài hy sinh lúc đó để được thọ ký cái đó nè. Mà khi mà thọ ký rồi thì từ đó về sau đó tất cả những việc làm gì lớn nhỏ, ngay cả hy sinh vợ con hy sinh mạng sống đều phải làm để được thành tựu cả ba cả cho người và cho mình. Thành ra khi nào mà cùng hình như mà hành cái hành Bồ Tát lúc đó sẽ hiểu ngài hơn, cái cùng mình chỉ giảng theo kinh sách mà thôi, chứ bây giờ nó mà nói chứ nếu mà mình muốn nhảy xuống đó mình nghĩ tới chắc nó cắn đau lắm, là mình cũng thối Bồ Đề Tâm như thường. Nam mô Bổn Tại Giá. Con thấy Nguyên Như sa thú và kính mời quý vị Phật tử chúng ta tranh thủ lên đặt những thắc mắc của mình à. Xin mời vị nào can đảm giơ tay lên ạ. Không ai hỏi rồi thôi con hỏi chuyện của Thái Lan, chuyện của Thái Lan. Thưa sư, có một số người thì cho rằng ở bên Thái Lan cái số lượng mà bị gọi là sai Phật pháp cũng rất là cao, rất là nhiều. Giờ thì thỉnh sư Liễu Tông chỉ dạy, tại vì con đi qua Thái Lan, con đi đến những khu du lịch không à, cho nên không có nắm nhiều. Dạ thì thỉnh sư cho bản thân con biết là giống như xứ Thái Lan thì cái sự bị loãng đó, tức là nó bị sai là sai lệch của giáo pháp đó, ở Thái Lan nó có nhiều hay không thưa sư? Dạ kính thỉnh sư giảng dạy điểm này.
Nam mô Bố Thầy, dạ kinh bạch chư tôn ngày, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là cái sự xây loạn thì bây giờ tất cả các nước đều có hết á, kể cả Miến Điện và Tích Lan, nghĩa là những cái nước mà chưa bằng cái hệ thống Phật giáo nó ăn sâu trong lòng người. Nhưng mà quý vị cũng nên thông cảm rồi, giáo pháp, cái tuổi thọ giáo pháp đã ở vào cái tuổi thọ xế chiều rồi. Nghĩa là trên 2.600 năm, tức là quá nữa đã ở tuổi xế chiều rồi. Thành ra cái sự phát triển của xã hội nó làm cho những người mà tu sĩ lung lay là chuyện bình thường, dao động là chuyện bình thường. Ngay cả Miến Điện cũng vậy, Miến Điện lúc trước thì nó tương đối nó cứng là tại vì nó chưa giao thiệp với xã hội bên ngoài. Còn bây giờ đã giao thiệp với xã hội bên ngoài thì nó có những cái câu mình nghe cũng hơi tư lâm, nhưng mà nghe xong thì buồn chứ không phải là giỡn. Nói là đa số bây giờ đó, nếu muốn hỏi đưa tơ thì chặn ông sư lại hỏi, còn nếu muốn hỏi về giáo pháp thì nên hỏi cận sinh nam cận sinh nữ. Cận sinh nam cận sinh nữ họ tu bậc thành là họ họ có ra tinh tấn nhiều hơn ông sư. Ông sư ở trong 24 giờ, nhưng mà phần nửa thời gian đó bây giờ là học những cái món mà có thể lỡ tu sẽ đông bất tử thì vẫn nuôi mạng được như thường. Nhưng mà mình nói thì nói cho nó cũng vẫn còn tốt hơn so với một số cái nước khác trong hệ Phật giáo bây giờ đó. Thì những cái nước mà theo hệ thể của anh đó, thì có Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Miên, Lào, một phần của Việt Nam đó. Thì không có nước nào còn hoàn hảo được hết. Quý vị nên nhớ Thái Lan thì nó có khoảng 35.000 ngôi chùa, còn Miến Điện thì nó có khoảng 50.000 ngôi chùa. Miến Điện thì có nửa triệu ông sư, Thái Lan có khoảng 300.000 ông sư. Nhưng mà cái số người tu thật tình là cái số người đang ở rừng à. Đó, những cái vị nào mà tu và quyết định là vô rừng đó, thì cái đó thật sự là mới gọi là thật sự là tu. Còn những người nào mà ở chùa lớn ở ngoài, sáng cấp sách đến trường, chiều cấp sách đến trường đó, thì phần đông là lai, phần đông là lai. Ngay cả những cái người mà qua Miến Điện, bây giờ hỏi những cái gì mà đi qua họ Miến Điện học cái trường mà Phật giáo dành cho người quốc đó, ATBMU đó, tức là International Buddhism of Myanmar đó, ATBMU. Thì quý vị sẽ thấy, nghĩa là học cái chương trình của họ đó, học vô chính thức vô mà tâm tạng kinh điển thì khoảng chừng 60-70% thôi, chứ không giống như mấy ông sư ở chùa ở rừng. Ở rừng là phải học nghe là đầy đủ hết tất cả. Thành ra cái chuyện mà như huynh nghĩ rồi nó cũng đúng chứ nó không có gì sai. Cái giáo pháp để từ cái lúc mà suy đồi, tại ở tuổi xế chiều cũng giống như cái parabol, nó khi mà nó lên tới cực đỉnh là nó phải đi xuống, nó không có đi, nó không có thể tiếp tục đi lên nữa. Nên riêng đối với cá nhân của chúng ta mỗi người đó, khi thấy chánh pháp còn thì ráng cố gắng dơ vào để bỏ túi, không xài được kiếp này thì cũng xài được kiếp sau, hoặc không thì tới khoảng 1 tỷ năm trở về sau đó, Tác Di Lặc xuất hiện thì ít nhất mình còn có một số cái nghiệp tốt, cái kinh nghiệm về giáo pháp để mình có thể theo ngài được. Chứ còn không, lúc đó mình gặp ngài thì cũng chỉ lời gần xin ngài cho con chụp hình để đưa lên Facebook thôi, chứ không có làm ăn cái gì. Vào thời Đức Phật Gautama của chúng ta đó, trong vòng 45 năm của ngài đó, ngài độ người ở cái cõi người này không có bao nhiêu đó. Bởi vì thấy ngày nào đó chung chư tăng nghe thánh, bậc thánh nó thứ thiệt đó, cùng với Đức Phật mà đi trì bệnh nào cũng mình tính chục ngàn, chứ bằng tính ngàn không đâu. Mà người Ấn Độ đó, để được người cái dùng mà 16 cái tỉnh bang mà ở Trung Ấn Độ đó, nghĩa là có mặt có dấu chân một các bậc thánh người đắc ít lắm. Thường thường Đức Phật thuyết thường thường đa số là chư thiên hay là những cái chúng sanh có thể ở cõi khác gần, chứ còn cái cõi người hiểu gì đấy không có nhiêu đó. Tính theo tầng lực thì chừng không có nhiêu đó. Cái hiệp khổ khoảng 3 mấy ngàn người
Còn những cái loại khác thì khoảng vài chục triệu thì chứ không có nhiều so với cái thời gian mà 20 A tăng kỳ để hành giáo pháp của ngài thì phải biết là cái số đó nó rất là nhỏ nhoi. Ngay cả chúng ta cũng vậy, lúc đó thì chắc cũng sanh vợ nhìn Đức Phật đi tới lui có biết gì đâu, bởi vì mình sanh lâm chung làm dế thì làm sao biết được. Thành ra bây giờ ráng cố gắng học, nghĩa là bỏ túi được bao nhiêu giáo pháp thì cứ ráng bỏ túi cho nhiều tới cái ngày đó đem ra mà xài. Nam mô Bích Thầy giác. Sao thú và kính trương sư Lữ Tông. Xin mời quý vị quan hỷ giơ tay lên hoặc là như tách chat à. Minh Tâm thấy màn hình cho nó đứng yên luôn. Màn hình nó cứng đơ luôn. Chắc có lẽ chúng ta hỏi nhiều quá riết rồi, bây giờ không có gì để hỏi nữa, không có gì để hỏi nữa. Có ai giơ tay không ạ? Thấy bàn tay của Niệm Từ. Xin mời Niệm Từ lên ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ cô Khê Ma và kính chào đạo tràng. Cảm ơn huynh Minh Tâm. Thưa ngài, con có một câu hỏi, thưa ngài, con trong Đức Phật dạy, trong đạo Phật mình học thì những vong linh mà sau khi họ mất rồi đó là họ đã được đi tái sanh liền, thì họ không có nhớ gì được những cái kiếp trước của họ, đó là vì họ không có tu tập hay là như thế nào, mà rồi lại những chư thiên sau khi họ hết phước họ tái sanh thì những chư thiên cũng còn nhớ lại những kiếp trước của họ, phải không thưa ngài? Con xin ngài giảng giải dùm cho chúng con hiểu ạ. Xin dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bích Thà Gia, kính bạch chư tôn này, kính thưa chư quý vị. Thường thường chúng sanh mà chúng ta đi tái sanh nó có bốn cách. Nói tóm tắt là đoạn thời thấp quá đó, nếu có quá sanh thì nhớ, nghĩa là vừa tắt thở thành một chúng sanh là cái cõi khác liền nhớ. Quá sanh thường thường những cái chúng sanh mà nhớ dễ, chư thiên thì cũng nhớ nhưng mà ở cõi sướng họ không có lãng giảng chúng ta thấy, nhưng mà thường chúng ta hay thấy là mình gọi là ma đó, tức là sanh làm ngạ quỷ Atula hay là chư thiên đọa xứ, tức là những cái gì thân thiên thần tối dễ gần mình đó, nhớ sao không nhớ. Nhớ thành ra họ mới lãng giảng, nhiều khi họ thiếu phước họ lãng giảng để xin mình, nhưng mà mình thấy họ là mình sợ, mình nói ma, mình sợ cái, chúng sanh nó có cái lạ cái quý vị để ngay cái bản thân, nhưng mà mỗi cá nhân đó mình thì sợ ma, nhưng mà mình ở cái chỗ tối trước khi bước ra cửa người ngó giáo giác ngó tìm ma trước, nó sợ nó tìm nó làm gì, thấy không đó. Ai cũng vậy đó, ở chỗ vắng vắng là ra khỏi cửa là phải tìm ma, ngó qua ngó lại tìm ma trước, biết tìm mà làm gì. Thành ra thì chúng sanh đó thì nhớ, còn những chúng sanh thí dụ như nõn thai sanh, nõn sanh như mình đó, mình sanh vô trong bụng mẹ đó, bắt đầu từ đầu, tức là những cái sắc phát sanh do nghiệp sắc phát sanh này kia đó, nó rất yếu, nó không khả năng để mà nó này nhận. Ngoại trừ một số cái đối tượng mà rất là mạnh là cho mình trong lúc chết rồi mà sanh ra làm người liền thì còn nhớ, nhưng mà nhớ một thời gian ra cũng cũng quên quên rồi, chứ không không nhớ lâu được. Hay là sanh làm nõn thì mình ở trong cái trứng bên trên lâu rồi sanh ra làm chim làm cò rồi này kia thì làm sao nhớ được, bởi vì tất cả cái sắc của mình nó bắt đầu lại từ đầu chứ nó không trưởng thành liền. Còn những cái bậc quá sanh này ra sắc nó trưởng thành liền, nó đủ năng lực để nó có thể nó tiếp nhận cái gì đó. Thành ra thường chư thiên
hay là các loại phi nhân mà quá sanh thì họ nhớ được, chứ còn nón sanh thai sanh thì thấp sanh thì không nhớ được, bởi vì cái điều kiện nó không có đủ năng lực để làm cho chúng sanh nó nhớ được. Nhưng mà sanh làm thành ra quý vị đọc trong kinh này thấy những ngày như ngày Sariput, ngày Mốc Khanh Lên Ná hay là ngày Ma Lai Giá này kia đó, lâu hay đi lên trời gặp chư tiên hỏi tại sao lên đây, hoặc là đi xuống địa ngục hỏi tại sao lên đây, hoặc những người mà chết sanh làm chư thiên liền, ví dụ như nhận được bữa được cúng dường ngày Ma Cà Sập Bạ cái thanh đó, cái nhớ lại cái kiếp của mình trước kiếp trước liền đó, thì nhớ nhớ biết là tại nhờ cái qua lực của ngài đó được á, ngài nào xuống quét rồi để bị ngài đuổi ra không thấy à, nhớ quá sanh thì nhớ, còn không phải quá sanh thì không có nhớ. Vì cái điều kiện về mà sáu cái loại sắc thần kinh của mình mắt tai mũi lưỡi nó chưa trưởng thành đầy đủ nên nó nhận cái gì ngay con nít mà mới ra đời đó, nó nhận dạng được cha mẹ nó qua cái mùi chứ nó không nhận dạng được qua con mắt nó ngó ngó mình chứ nó không biết gì đâu ha, ngó thì không biết. Nó lớn thời gian sau nó những cái cơ quan liên hệ tới cái sắc này nó đã trưởng thành đầy đủ thì mới nhớ được. Đó là lý do tại sao mình không nhớ, hay là họ đi về họ muốn về báo cáo với mình chư thiên sanh về cõi cao sướng quá mà cái thời gian của nó không có ấy. Quý vị nên trong chú giải nói ngài Bồ Tát mà xuống rúng động vậy đó, cái chư thiên ta nhìn xuống ta biết liền à, Bồ Tát về sanh, tính chút nữa mình xuống mình đảnh lễ Bồ Tát, chút nữa rúng động nữa nhìn xuống rồi Bồ Tát đắc đạo quả rồi lại nghĩ thôi đây chút nữa thì chút nữa mình xuống đảnh lễ nói pháp, chút nữa chưa xong thì nghe rung động cái nữa thì Bồ Tát niết bàn rồi. Thành ra lúc lúc đó quảng hồn súng nhau xuống mà đầy hết cái dùng của Sĩ Na ra để tiễn ngài đi, đó là vậy. Thành ra lên cõi cao mà giàu có nhớ thì cũng không xuống làm gì. Thứ hai cái mùi hôi của chúng sanh ở cái cõi này nó là một cái trở ngại lớn cho các chư thiên, nếu mà mình không phải là thứ thiệt, thứ mà có thể giảng đạo tiếng pháp cho họ nghe được thì họ không có xuống lại gần mình đâu, xuống mất công sách theo quạt đi quạt trước cái lỗ mũi hoài cũng mệt lắm. Nằm mua cái thai giá dạ dạ Nam mô cha giá, dạ con thành kính tri ân ngài, dạ con xin hỏi thêm một câu nữa là dạ. Thứ hai Đức Phật bậc toàn giác, bậc độc giác và bậc thinh nhân quay giác thì nó khác nhau như thế nào, dạ xin ngài giảng cho chúng con hiểu thêm ạ. Dạ con xin trao mic về cho ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Cái chữ giác, chữ Bụt Tha đó thường mình dịch là giác giác là nó có năm hạng đó. Thường mình chỉ biết ba cái hạng đầu tiên thôi, chứ trong chú giải họ chia tới năm hạng. Thứ nhất là sẩm ma sẩm Bụt Tha thật chê cả sẩm Bụt Tha. Thứ ba là Anu Bụt Tha, thứ tư là xả và cả Bụt Tha, và thứ năm là sụt thả Bụt Tha. Sụt thả Bụt Tha thì trong năm cái hạng mà chia như vậy đó, thì cái bốn hạng đầu tiên là bậc thánh thứ thiệt, còn hạng thứ năm nó thì bậc mà thường bây giờ mà gọi là tam tạng pháp sư đọc hiểu hết rồi này cái âm sâm đó, nhưng mà không có chưa có khả năng để đắc đạo được quả được thì gọi là sụt thả Bụt Tha. Sụt thả là nghe đó quý vị, giác thì nghe, còn cái ấy sao cả Bụt Tha là chỉ cho bậc thánh thấp, còn là Anu Bụt Tha chỉ cho bậc thánh nhân thánh cao đó. Thì thường thường chúng ta cái hai cái hạng đó chúng ta kể là một, tức là gọi là thánh nhân giác. Thì bậc toàn giác tức là bậc tự mình chứng ngộ, có thể dạy lại được người khác. Độc giác thì có thể tự mình chứng ngộ hoặc không dạy lại được người khác. Còn về cái bậc mà thinh nhân ngôi giác đó, thì phải cần người để học hỏi mới chứng ngộ được, và sau khi chứng ngộ vẫn có thể dạy lại được người khác.
Thì thí dụ như mấy ngày thánh tăng hồi xưa gọi là thinh nhân giác, tức là ngày xả rồi bụt tả, ngày mốc khanh la ná, hay ngày má cách chay ná này kia dùng đó. Sau khi nghe từ lời Đức Phật xong có thể đi giảng dạy cho người khác biết cũng đắc đạo quả như mình, tức là thinh nhân giác, tức là cần thầy và có thể làm thầy được. Còn bậc độc giác á, không cần thầy mà cũng không làm thầy được. Còn cái bậc toàn giác thì không có thầy nhưng mà làm thầy perfect. Thành ra đó là những cái hạng mà mình gọi là bậc giác ngộ là vậy. Nam mô Bích Thà giác. Con kính đảnh lễ ngài Lý Tông, kính đảnh lễ thượng tọa ngài Trí Đức. Dạ, kính chào cô tu nữ Thi Ma, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, xin anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi hay là chat chat trên màn hình ạ? Kính mời quý anh chị. Dạ, xin mời mấy anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, dạ con xin phép có câu hỏi với ngài. Bạch ngài, Đức Phật dạy về lửa là có phần ẩn dụ, phải chăng là phương cách giáo hóa không phải ngài? Dạ, con kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị. Tất cả lời dạy Đức Phật nếu mình nói chánh thì có hai phần, một thứ là thân giáo, thứ hai là khẩu giáo. Ngài nói ra 84.000 bài pháp đó đó, trong vòng 45 ngày đó thì gọi là khẩu giáo. Còn có những hành động của ngài đó gọi là thân giáo, mà thường thường mình không có để ý, hoặc để ý mình không có có coi đó là quan trọng. Nhưng mà cái thân giáo nó vẫn quan trọng như thường. Đức Phật cái khẩu giáo ngài dạy chúng ta nên buông bỏ. Thì cái thân giáo của ngài là gì? Thì họ cũng dạy cái phần buông bỏ, chúng ta có thể là nhìn vào cái cuộc đời của ngài đó. Từ lúc ngài sanh ra, cần ở giữa rừng thì chân trần, đầu không có da, đầu gì hết, không có liều chổng gì hết. Rồi tới chừng cuối đời ngài, ngài cũng đi chân đất, đi chân trần để đi về Cù Xì Na Ra, cũng chẳng có liều gì ấy hết. Đó là cái thân giáo ngài, nhưng mà chúng ta không chịu học. Bây giờ chưa tăng ra khỏi chánh điện thì lọc vô tùm lum hết. Và như chuyện vậy đó. Đây, đó là những cái điều mà mình nên biết. Dù là ngài dạy với cái đề mục nào đi nữa thì nó cũng chỉ hai phần như vậy. Có khi ngài nói, có khi ngài chỉ tóm tắt rồi cái thần, những cái gì ở gần nhìn cái thần giáo của ngài để biết. Thường thường Đức Phật thì ngài không có nói nhiều đâu, bởi vì ngài không có nói lời vô ích hay gì đó. Thành ra đôi khi những cái lời đó vắn tắt vậy đó, là quý vị để có nhiều gì nghe xong thì phải đi tìm mấy cái ngài khác để hỏi, giống như ngài Cạch Chay Giá Ná hay này, hỏi cái đó Đức Phật nói đó với cái ý gì, hay hỏi ngài Xả Đưa Tạ cái đó cái gì gì đó. Chứ ngài đâu ngồi mà giảng giải từ sáng tới chiều cho mình đâu. Ngài khuyên cái gì cũng rất là ngắn, nhưng mà dựa vào cái điều đó là một. Thứ hai, dựa vào cái thân giáo ngài để mình hiểu ngài muốn mình làm cái gì. Nhưng mà thường mình không để ý cái đó. Thứ nhất, cho tới bây giờ đó, người ta chỉ dùng những cái mà thân giáo ngài để người ta thỏa mãn cái nhu cầu mà thao lao. Ví dụ như bên Thái, quý vị vô chùa nào nó cũng để bảy tượng Phật, hãy
sanh thứ hai là phước cho đó, thứ ba là phước, cho nên là cái kiểu đó, tư là phước, thấy ngồi đó, thứ năm là phước, thấy đứng thấy đi đó, đề đó, thì những cái đó nó đều có cái duyên sự đó, cái đó gọi là thần giáo, đều có duyên sự. Ví dụ như cái lúc mà hai bên cái dầu của dòng Thích Ca đánh nhau về cái dòng nước muốn ấy này kia sùm năm ngày đâu có nói mà đi chỉ đứng, thì cái thế mà thường quý vị thấy đó, nó có cái thế ngày đưa bàn tay ra đó, thì người Thái nó gọi ban hám giáp, tức là ngăn cấm cái đó, ngăn cấm cái hành động của hai người đang làm gì đó. Nhưng mà mình đâu có hiểu, nếu mình không học rồi mình không có hiểu mấy cái đó, thì mình cứ coi cái đó chắc là cái kiểu gì nó linh lắm, rồi nhiều khi mua cả cái tượng về thêm về thờ không biết, nhưng mà không biết để làm gì. Nên đó những cái mà dụ về thần giáo của ngài. Còn nếu mình ở xa mình không có trường hợp để gặp những người mà có thể giải thích cái đó thì mình phải dựa vào khẩu giáo, tức là những cái bài được ngài nói đó trong vòng 45 năm là như vậy. Nam mô Thầy á. Sa thúc, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình cũng được. Dạ, xin mời quý anh chị ạ. Dạ, xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, con xin có thêm một câu hỏi nữa là bạch ngài, khi mà cái đối với cái cảnh dục của ở trên cảnh cũng như nó tự đến với mình, mà có khi mình có thể tránh được nếu mình có chủ tâm tránh né được không ngài? Dạ, con xin dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bố Tài Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu những cái đó mà nó phát sanh mình có khả năng tránh né thì các bạn những cái bậc trí đâu có xuất hiện làm gì. Bậc trí xuất hiện là giảm những cái phương cách đó. Nhưng mà thường mình không học để mình hiểu, gặp trường hợp đó phải làm sao gì, bao nhiêu chuyện chứ đâu ít đâu. Dựa vào số cái bài kinh mà liên quan tới pháp hành biết, cái tâm mình thường nó có phiền não, thì mình phải học để hiểu thế nào là tâm quán niệm xứ hay cái gì gì đó, nên nó mới có thể mình né tránh, mình để làm được thêm bao nhiêu chuyện. Chứ còn nếu mà bây giờ đó mà mình không có chịu học hỏi giáo pháp Đức Phật thì rất là khó cho mình. Có nhiều trường hợp mình không biết áp dụng như thế nào, ví dụ như bài đoạn trừ lậu hoặc vậy, quý vị có thấy cái cách mà mình có thể chế ngự được phiền não một bảy cách khác nhau, nếu mà mình không học thì làm sao mình biết. Mà mình không biết thì cũng giống như mà mình ở đời mình không chịu học võ, ra khi ra chúng quánh đánh đầu đỡ đó, đỡ cẳng xương cẳng, đỡ tay xương tay, đỡ mặt bể mặt cái kiểu đó thì không có lợi ích gì hết. Nên là mình phải học cái lời dạy của bậc trí để biết những trường hợp như thế nào, làm thế nào để cho những cái phiền não nhẹ không phát sinh được, những phiền não tránh nặng thì phải làm như thế nào thế nào. Thì đó là cái kiểu mình phải dựa vào cái kinh điển lời dạy của bậc trí để mình học. Mà nếu mình không học thì chịu thôi, học thì chịu thôi. Nhiều khi mình có những cái phương pháp sai lầm, ví dụ một người buồn thì nghĩ tới chuyện uống rượu cho bớt buồn, đi đánh bạc cho bớt buồn hay làm gì đó. Này, hoặc là nhiều vị nhiều khi tới chùa không nói với chúng tôi, này, con phải làm cái đó để con giết thì giờ, bởi vì mình không học nên mình hiểu lầm rất là nhiều cái đó. Mình không có thể giết được thời gian, chỉ có thời gian giết mình mà thôi. Mà nó giết mình thì nó cũng tự giết nó không phải cho nó giết mình để nó làm trời rất dễ đó. Mà mình cứ nghĩ là mình phải cần làm này làm nọ để giết thời gian, giết cái gì, nghĩ gì đó rồi mà. Đó là những cái lối này giải thích nó không phù hợp với nhân quả gì cả. Đó là lý do là mình không học Phật pháp.
pháp đang biết đối trường hợp đó mình phải làm sao, đối trường hợp đó mình phải làm sao, chứ không phải mình đi kiếm cái chỗ vui chơi như casino, quán rượu, quán bar này kia để mình giết cái thời giờ đó. Tại vì mình bị những cái trường hợp mà nó làm cái tâm mình nó bị phiền não, đời sống mình dao động đó, mình tìm cái phương pháp mà phương pháp đó nó hại mình mà mình cũng không biết, chứ không phải là cái phương pháp nào nó cũng tốt cả. Có những phương pháp nó giúp được người khác nhưng mà không giúp được mình, thành ra chuyện đó mình phải học rồi hỏi, chứ không học là không có đường nào đó, nó thật sự vậy đó. Không học là mình làm chục chuyện là sai hết, 11 chuyện rồi làm sao mà đánh gọi. Chứ nếu mình có năng mình tự tránh né được á, một là mình có, ba là mình có bậc độc giác, hoặc là mình đang hành ba mật để thành bậc toàn giác thì mình có thể tự giúp mình. Còn nếu mình không có hai hàng người đó thì mình phải học Phật pháp, chứ mình không học là không có được. Học lời dạy của bậc trí để biết trường hợp đó tránh như thế nào, mà kia tránh như thế nào, thì mới mới tự giúp, tự đem cái thân mình ra khỏi cái những cái nguy khó đó mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình cũng được. Dạ, kính mời quý anh chị. Con xin đọc câu hỏi của Hoàng Phương ạ. Kính bạch ngài, giới là nền tảng cho định, vậy nền tảng của giới là gì thưa ngài? Làm sao để chúng con giữ giới được trong sạch? Và con kính dâng mắt đến ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Giới là gì? Giới là thành quả của pháp học và pháp hành. Thành ra nền tảng của giữ giới là pháp học. Mình học là học cái gì? Ví dụ mình nói mình xin cái điều thứ nhất, con xin dân giữ điều học là cố ý sẽ tránh xa sẽ sát sanh. Thì muốn cố ý tránh xa sát sanh, biết sát sanh là cái gì mình phải biết. Chứ nếu mình không biết làm sao mình giữ? Mà muốn biết thì phải học. Nói về chi thật với anh, nó có bốn năm chi. Ví dụ như chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có tác ý giết, ra sức giết và chúng sanh là chết à. Thì mình mới học cái đó, học rồi mình coi cái những cái pháp nào mình học thêm, cái pháp nào để giữ được cái đó. Đó thì mình học mình mới biết là chê tịnh quý ra ti chê tịnh hẳn phích cầu về sĩ lần và trà mỹ tác ý, nghĩa là không làm việc đó được gọi là giới. Thì cái nền tảng của giới là pháp học, mà giới là thành quả giữa pháp học và pháp hành. Mình học rồi mình phải hành, tức là mình tránh những không, để không phạm những cái chi đó đó, thì lúc đó giới mới phát sanh. Rồi chúng tôi hay nói hoài, có lẽ là quý vị để chúng tôi nói là xin thọ giới không có nghĩa là đang giữ giới, mà đang giữ giới không có nghĩa là người có giới là vậy đó. Bởi muốn có giới là phải thành tựu giữa pháp học với pháp hành. Mà khi mình thọ trì rồi là mình không có tác ý để giữ, thì không làm việc đó thì cũng không thể gọi là người giữ giới. Là như vậy. Đa số là chúng ta không có cái, mình lúc mình sinh là một chuyện, nhưng mà sau đó là ít khi nào mình có tác ý để mình giữ giới lắm. Mình nhớ chuyện đó. Mình lo làm chuyện gì khác, bây giờ mình nghĩ đó là mình đang giữ này giữ kia, không có. Thành ra tập tập đưa cái niệm trong cái việc mà mình mới sinh hồi nãy đó, sinh cái gì ngoài trừ cái lúc mình làm gì mình buông cái đó ra, phải nghĩ là à, mình đang đã sinh giữ bao nhiêu giới đó, phải hiểu
Nhưng mà đầu tiên là phải học cái đã, chứ nếu quý vị không học thì quý vị đừng có hy vọng mà giữ giới cho nó trong sạch được. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ con thấy câu hỏi của thầm má xá vô bộc lu là gì, làm thế nào để vượt khỏi bộc lu, không bước tới không dừng lại, vượt khỏi bộc lu là sao? Dạ kính sư, dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị. Thì hỏi bậc tử của chúng tôi không biết cái định nghĩa của chữ bộc lu như thế nào nữa. Thì quý vị cũng nên thông cảm, lúc chúng tôi học và chúng tôi học bằng tiếng Thái này là nhiều khi có những cái chữ mà Hán Việt rồi này kim sùm thì chúng tôi ít có nhớ lắm, nhưng mà để coi thì cái chữ bộc lu là do cái chữ nào vậy ta, là mới mới giải thích cho quý vị biết tại sao đứng tới được không đứng, đứng lại chìm xuống, bước tới thì trôi dạt chìm xuống. Đó là Đức Phật dạy cho cái ông mà cái ông như ông già so nào đó thì vậy. Trong bài kinh Kitti Chánh Thí Sutta cho ông chư thiên nào đó, thành ra nếu mà cái chữ đó tiếng Việt mà nghĩa cho nó trúng thì cái sao nó trả lời cho nó chắc. Nhưng mà giờ để trả lời phần thứ hai, vừa khỏi bộc lu, cái này á, trong chú giải giải thích, trong chú giải giải thích tại sao mà đứng không nên bước tới không lui, bởi vì bước tới thì trôi dạt mà đứng lại thì chìm xuống. Tại sao thì nó có nhiều cái chuyện trong chú giải giải thích. Thứ nhất, đứng và tại đứng là khi có phiền não được gọi là đứng à. Còn khi mình bước tới tức là mình đang tạo nghiệp, nghiệp gì đó à. Còn khi nào tâm mình có ái tà kiến tức là mình đã đứng, tức là thế nào cũng chìm xuống, tức là chìm xuống bốn cái kia đó à. Còn ngoài ra cái đó thì được gọi là bước tới. Đó. Khi nào mình có cái tâm mình có thường kiến thì gọi là đứng, về thường kiến làm cho mình chìm xuống. Đó. Còn bước tới trôi dạt thì cũng trôi lên và trôi xuống ba cõi sao đường thì cái tâm có đoạn kiến. Đó. Khi nào mình đứng thì sao chìm xuống, bởi đứng là lười biếng, tức là không muốn làm gì hết, thì nó làm cho mình chìm xuống. Còn bước tới là náo động hay phóng túng. Đó. Một cái nữa là được giải thích tới tức là đứng là lợi dưỡng thì chìm xuống. Còn nếu mình khổ hạnh tức là mình trôi dạt à. Còn cái đứng lại rồi thì khi nào mình có bất thiện, khi nào mình bước tới tức là cái tâm mình có cái nghiệp thiện hiệp thế, mình đang làm cái việc thiện thiện hiệp thế thì cũng làm cho mình trôi dạt à. Thành ra mình phải loại trừ tất cả những cái đó qua pháp hành, qua pháp hành để mình có thể mình tránh khỏi mấy cái đó, tránh khỏi mấy cái đó, khỏi cái đó ừ. Trong 10 phiền não thì lậu hoặc phật lưu nghiêm trọng mấy cái đó. Lời giải thích về tiếng Việt chúng tôi không có được sâu sắc cho lắm, thành ra xin lỗi đây, chúng tôi nghiên cứu lại lần sau trả lời cho cái gì đó ha. Nhưng mà đại khái tại sao đứng tới bước lui là do những cái điều kiện mà chúng tôi vừa nói vậy đó. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con thấy thầm má sa vô đã sa thúc kính tri ân sư ạ. Dạ anh chị trong đầu tràng có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình. À, con thấy thăm má xá vô có thắc mắc thêm nữa là khi đứng trong thì quán cái gì thưa sư? Và dạ, con kính dâng mít đến ngài.
Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, trong cái thiền quán này mình phải tùy theo cái căn cơ của mình. Quý vị là nhớ bất cứ một đối tượng nào mình có thể quán trong bốn cái điều kiện đó đó, bốn điều kiện tức là thân thọ tâm pháp. Thành ra khi mình đứng tức là nhiều tâm có những cái chuyện như là phiền não, ái dục, tà thường kiến, lười biếng, lợi dưỡng này, bất thiện gì đó, thì thí dụ nó một vài chuyện mình có thể liệt kê thì mình hiểu được cái đó. Ví dụ tâm mình đã có bất thiện thì quán tâm quán niệm xứ, quán tâm đã có bất thiện, hay là khi mình lợi dưỡng thì quán về thân, quán niệm xứ trong đề mục mà quán về vật thực, về cái vật thực. Còn nếu mình có nhiều cái phiền não thì mình cũng phải quan tâm để mình hiểu cái đó. Còn có những cái khác, cái mà chúng tôi kể nãy thì mình quán về pháp, thì cái đó tùy theo cá tánh của mình. Mình bắt đầu mình quán cái gì thì bước đầu mình quán đó, rồi sau đó mình phải dựa vào theo cá tánh của mình để mình có thể mình thay đổi, chứ không phải là quán một cái đề mục nào trong thiền tứ niệm xứ là được. Mình có thể có khả năng là quán cả bốn cái trong các trường hợp khác nhau, khi cái tăng thua cái tâm mình nó đi về hướng nào, hoặc là nó có những cái trạng thái phiền não như thế nào thì mình dựa vào đó để mình hành cái thiền tứ niệm xứ thì nó mới mới đúng. Còn chứ còn nếu không mình dựa vào một cái mình cứ tối ngày quán thân quán, hay quán hơi thở không, dựa có nhiều khi cái cá tính mình không phải ở chỗ mà nó thay đổi, cá tính lúc về lúc khác chứ nó không có ở chỗ. Nên mình thường thường trong mấy trường thiền Hoài Bắc mình phải đi trình pháp hàng ngày là vậy đó, để xem cái ngày hôm qua mình trình vậy nhưng bữa nay đó cái đối tượng nó thay đổi như thế nào, để ông thầy sư ông sẽ giúp cho mình. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy Tham Ma Sa Vô đã xa thuốc kính trì ân sư. Dạ, quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Hay là test chat trên màn hình ạ? Dạ, bạch ngài, cho con có một câu hỏi là mình phân biệt thế nào là thánh đạo và thánh quả bạch ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia kính bạch chư tông hiện giả, kính thưa chư vị, thánh đạo là cái lúc mà cái tâm mình nó như cái tâm sở nó đang diệt các phiền não. Thánh quả là mình hướng cái đó. Quả là mình hưởng cái đó, mình hưởng những cái quả vừa rồi đó. Còn không biết khi nào đắc thánh đạo thánh quả thì cái đó tự mình biết, chứ còn mình hỏi ai cũng được. Ví dụ như bây giờ mình đã ăn cơm no, mình đi qua hỏi hàng xóm mà tôi ăn cơm rồi, không biết tôi thấy tôi biết ông thấy tôi no chưa, đâu đâu có được. Thường thường tại sao mọi người đắc là biết, tại vì cái tệ thứ sáu đó, cái tệ thứ 16 là tệ của phản kháng đó, tức là xét lại cái gì vừa xảy ra. Bởi vì cái lộ đạo nó có ra như một lộ thôi, nhanh lắm, mình phải quan sát để coi cái gì vừa xảy ra, thì quan sát phiền não đã diệt, phiền não còn lại, hoặc là đạo quả về ba bốn chuyện gì đó, thì quan sát đó mình biết mình ở đâu liền, chứ khỏi phải đi hỏi ai đó. Vô hành không biết có đúng hay không, sai gì không biết, là được ông thiền sư trên trời mà rất xuống dạy mình, nó đắc này đắc nọ đừng có tin. Mình đắc mình không biết, mình để người ta biết giùm mình, cái người biết giùm mình chỉ một vị thôi, tức là Đức Phật mà thôi, còn mình đừng có nghĩ gì đó. Nhưng mà đạo là cái nhân, còn quả là cái quả, tức là nhân diệt phiền não, quả thì hướng cái lợi sự lết đó. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Hoàng Phương ạ. Kính bạch ngài, một người sống một mình thỉnh thoảng có sự sợ hãi với không gian xung quanh thì phải làm sao thưa ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường đó mình ở mình, cái tâm mình nó hay có sự thổi là sự sợ hãi thường đó, thì cái pháp thông thường là mình tập sáu cái loại niệm, tức là niệm
và biết ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, nè. Niệm về tâm từ, niệm về sự chết, nè. Thì con người mình nó can đảm trở lại. Tối ngày mình cứ niệm về sự chết, mình nhiều khi mình khởi tâm lo sợ, mình sợ xung quanh mình chết, con người phước mặt thì dễ, mình cứ suy nghĩ ma ngươi là ma đã thành, ta là ma sẽ thành, nên nó thấy mình chắc là chấp bạn của nó là khỏe đe. Nó không có, có gì sợ đó. Nhưng mà trong kinh điển Đức Phật dạy về phương pháp niệm, niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, sáu loại tất cả là Đức Tăng, niệm niệm về tâm từ, niệm về sự chết, cố gắng là niệm về sự chết thì con người nó can đảm lắm, không có sợ gì đó, bởi vì mình có sợ mình cũng chết, nên là không sợ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con thấy Hoàng Phương đã sa thú sao ấp thúc tri ân ngài ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của tu học Phật pháp. Trong năm bộ kinh Nikaya không thấy chỗ nào có nhắc tới 16 tầng tuệ quán. Như vậy nguồn gốc của 16 tuệ có phải ở trong sớ giải không, kính thưa sư? Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, trong tâm tạng kinh điển Đức Phật không có nói trực tiếp cái nào nó ra sao đó, cái mình học ở đây đó, mình học thường là cái bậc mà ta lão thông tâm tạng người ta tóm tắt cho mình. Thí dụ không ở chỗ nào Đức Phật nói tâm tham có tám cả, cũng không theo nào Đức Phật nói tâm sân có hai cả. Nhưng mà khi mình đọc trong cái bộ Tâm Á Sẵn Khả Ni đó thì mình sẽ thấy Đức Phật dạy một cách rất tổng quát, cái tâm thiện nó phát sanh, nó có những cái này, cái này, cái này, cái này, hay chỗ khác cũng vậy. Thì cái người và những người lão bậc lão thông tâm tạng, ta đọc, ta đếm tất cả, dầu rằng có nói bao nhiêu lần, nói như thế nào thì ý nghĩa nó vẫn chỉ có tám chuyện mà thôi. Thành ra khi cái ngày Anuruddha hoặc ngày Buddha Thích Tạ ngày viết ra mấy quyển về chú giải về pháp thì mới loại ra cái số tám ấy, là nghĩ trong kinh điển có, vì đọc hết tận gì pháp mà cũng không thấy đâu. Cái này thì cái này cũng vậy, ngạn bây giờ nó cái đó có bao nhiêu đó, ngạn bây giờ cái nói nghĩa là như như đinh đóng đóng cột gì đây cho người khác ta kiếm chuyện, không không có. Nhưng mà quý vị muốn biết mấy cái này xuất hiện đâu đó, quý vị phải đọc chú giải của những bài kinh mà liên quan tới cái này. Ví dụ bài kinh trầm xe đó, thì khi bảy cái trạm nó như sao 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 đó, tại sao phải trạm thứ nhất trạm hai, thì người ta mới so sánh trạm nhất liên quan tới cái này, trạm hai liên quan tới cái này kia kia, thành nó mới có tên của 16 tầng tuệ quán là như vậy. Nhưng mà thường Đức Phật khi mà giảng đó, ngài chỉ nhắc lại tới những cái tầng đó, nhưng mà không có nhắc một lần như vậy. Đối với cái người đó, đó cái ba mặt về, thì ngài chỉ nói tới một cái tầng tuệ quán nào đó thôi. Đối với người khác cũng vậy, thì cái người mấy nhà khi ta viết chú giải ta phải đọc, ta thông hiểu cái đó, ta mới lòi ra những cái số đó cho mình. Thành ra mình đọc mới quý vị nó nhớ đó. Thánh tạng là toàn Bali không nha, rồi chỉ có 45 quyển sách thôi quý vị, nó 45 quyển sách thì không thể nào mà nói tràn gian đại giống như mình có bây giờ. Sau này nó thêm chú giải, thêm sư giải, nó mới xây ra nhiều chuyện mà không thấy chú giải mình đọc mình hiểu đâu. Thí dụ như mà cái bản tóm tắt của ngài Bức Thơ Sạ ngài viết á, về giới định tệ, tức là cái tóm tắt, nghĩa là cái bằng rất là nghĩa là siêu đẳng á, là cái bài quyển Thành Tình Đạo Quý Sự Thí Mắt Khá. Nhưng mà cái quyển chính cái quyển Quý Sự Thí Mắt Khá đó có hai cái sách mà giải thích hai cái đó. Cái quyển thứ nhất á gọi là Quý Sự Thí Mắt Khá Ma Hả Đi Ca, cái quyển thứ hai là Quý Sự Thí Mắt Khá Chu Lá Đi Ca. Hai quyển, có hai quyển giải thích, giải thích cho Thanh Tịnh Đạo không mà thôi, ngay chứ không có giải thích cái gì khác đó. Nhưng mà hồi xưa chúng tôi học, hoặc là đa số Thái giờ học là chỉ học cái quyển đầu đó, Quý Sự Thí Mắt Khá Ma Hả Đi Ca, có cái tên nữa gọi là Ba Ra Mắt Thả Manh Chu Xã. Bây giờ gần chùa Thái hay chùa Miến Điện nào quý vị hỏi Ba Ra Mắt Thả Manh Chu Xã thì họ biết cái đó là cái quyển
sớ giải đi giải thích cái quyển Thanh Tịnh Đạo, một một trong hai quyển, nó còn quyển khác nó thì giải thông số phần khác đó. Mà chúng tôi thì không có học, không có nhiều thời giờ để đi học cho xong mấy cái đó. Thì nó cũng tương tự như mấy cái khác, có nhiều cái nó loại ra là người ta hiểu cái lời giải Đức Phật qua cái sự đảo thông tâm tạng kinh điển của họ đó, họ mới tóm tắt cho biết là cái đó đi vậy 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 đó. Chứ còn nếu mà quý vị muốn coi rõ ràng nhất đó, thì chú giải của những bài kinh giống như tôi nói, hay là quý vị lên nhờ ông Google đánh từ chữ Vipassana Dipani, tức là những lời giải thích về thiền minh sát, thì họ sẽ tóm tắt một số vấn đề cho quý vị thấy tại sao nó có những cái đó là như vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con, dạ sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Có thể giơ tay trực tiếp. Dạ con thấy Thâm Má Sá Bồ có hỏi, đặt câu hỏi là sự sợ hãi và sự sợ hãi tội lỗi giống nhau hay khác nhau ra sao thưa sư? Dạ con kính nhân mít đức ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Sự sợ hãi và sự sợ hãi tội lỗi hai cái khác nhau chứ. Sự sợ hãi tội lỗi đó, nếu mà đúng nghĩa của nó là một loại thiền pháp chứ không phải áo pháp. Bởi vì sợ hãi tội lỗi quần cá nhân của sự tội lỗi, tức là vô tạm vô quý. Còn cái sự sợ hãi thông thường nó là một cái chi pháp của đô xạ, tức là sân. Thì mình đừng tưởng mình sợ hãi là cái tâm gì nó ngon lành, không phải, đó là tâm sân. Còn cái sự sợ hãi tội lỗi tức là sợ hãi cái việc làm xấu xa, cái việc này nó này kiêm dục đó, thì cái đó nó lại là một loại thiền pháp mình thường hay nói vô tạm vô quý đó, tức là hy đi cả nó tập bạ. Thì theo mỗi cái chỗ mình giải thích nó nhiều hơn, nhưng mà đại khái cái đó nó không có giống nhau. Một cái là áp pháp, một cái là thiền sợ cái việc làm ác của mình ha, sợ hãi cái việc làm ác, sợ cái quả của cái nghiệp ác. Tóm tắt là hai cái đó nó khác nhau thì vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy Thâm Má Sá Bồ là kính tri ân sư ạ. Dạ quý anh chị có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Ở đây cũng xin nhắc lại là cái ngôn ngữ Việt Nam mình nhiều khi cách sử dụng nó không có dễ hiểu giống như mình tưởng. Quý vị để ra thường nói ngược nhiều hơn, mà nói nếu mà nói ngược thì nó không đúng. Trong cái văn phạm Bali thì nó có 12 cách chính và 40 mấy cách phụ đó, tức là mình nói tới quả người nghe phải hiểu cái nhân, nói bên hông phải hiểu bên cạnh, nói đằng trước hiểu làm sao, nói nhiều chuyện như đó. Thì người Việt Nam mình thường thường là nói bên hông hiểu bên cạnh nhiều hơn là ấy. Nhưng mà tại vì trong nhân phẩm của mình không có đề cập nên mình không hiểu lối nói đó. Thành ra khi nào mình nói nhiều khi mình hiểu nó sai. Ví dụ như mình nói tới cái quả mình muốn hiểu cái nhân. Nói tới quả là sao? Là mình cần cơm. Nhưng mà mình không kêu người đó đi nấu gạo mà mình kêu người đó đi nấu cơm. Vì thấy nó sai ấy không? Nhưng mà nếu cái người đó làm đúng theo cái lời nói cho nó đúng đúng thứ thiệt, nó đúng văn phạm á, thì thế nào nhà đó cũng dĩa bài à. Vô biểu coi đi nấu cơm. Nếu cái người đó phải làm đúng theo cái lời mình nói, họ đem cơm mà nấu thì thành cháo mất. Trong khi mình muốn có cơm mà mình kêu người ta đi nấu cơm. Nhưng mà ít có người để mấy cái sai đó. Cái thứ hai đó, thì một cái thí dụ thứ hai nó cho dễ hiểu là nói bên không hiểu bên cạnh đó, nói ông bên hiểu ông bên là sao? Quý vị mời ông sư tới nhà, cái quý vị dọn đồ lên, cái ông sư tụng kinh xong quý vị mời sư dùng cơm. Không lẽ ông sư cũng chỉ dùng cơm không, còn thịt cá không để lại cho chúng nhà ăn à? Phải không?
Đó. Thật ra có những cái mà mình phải phải không hiểu nhiều cái cách sử dụng cái ngôn ngữ nó rất là kỳ. Đó. Nói không bao giờ nói ấy đó. À. Thường là mình nói tới cái quả nhiều hơn. Ví dụ như cái câu mà a xẻo na chà pha la năng đó, khi nào mình nói không cần nghe ác, cái đó là nó thật rồi, bởi cái đó là cái quả làm không có được, không cần ngáo là cái quả rồi làm không được, mà cái câu đó là diễn tả cái nhân nhưng không phải diễn tả cái quả. Thành ra mình muốn nói thì muốn cho nói cho nó đúng, mà nó nói dài dòng chút là làm thế nào để được gọi là không gần người ác. A xẻo na chà pha la năng, cái nhân nó vậy, chứ mình nói không gần người ác tức là cái đó là cái quả, mà không ai tạo quả được, đó chỗ tạo nhân thì cái hậu cái hành động của tạo nhân nó đưa tới cái quả. Thì những cái chữ mà mình đang xài vậy đó, nhiều khi mình không có hiểu cái gì đó, dù mình nói tội phước rồi hay kia sùm đó. Thành ra trong Pali đó được cái hai là mấy chữ đó họ định nghĩa hết rồi, dù mình nói phước là sao tội là sao họ định nghĩa hết rồi, chứ họ không có để cho mình hiểu theo cái kiểu mà ngôn ngữ đời thường. Hiểu ngôn ngữ đời thường thì nó sai rất là xa, nhiều khi nó lộn ngược coi như chuyện, thành ra người ta tối ngày vì một cái lời nói hai lời nói mình ta có thể đưa tới cái chuyện đánh nhau, đưa tới chiến tranh được là gì đó. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa tốt kính tri ân ngài đã chỉ dạy thêm những cái chuyện. Dạ bây giờ con xin đọc câu hỏi của Thâm Má Sa Vô. Tuệ chán nản và sự chán nản các pháp thế gian giống nhau không thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư vị. Thì giống như chúng tôi nói nãy là vậy đó, mình nói mình dùng cái ngôn từ về là cầm rất khó hiểu. Cái tuệ thì không thể nào nói là tuệ chán nản, tuệ sợ hãi được đó. Đó. Cái trí tuệ khi thấy cái việc làm đó đó nó đưa tới sự chán nản. Cho cái trí tuệ tuệ không có chán nản mà tuệ không có sợ hãi, tuệ sợ hãi là tuệ gì? Đó. Thì cái này cũng vậy. Cái sự chán nản đó nó có thể là ác pháp, có thể là thiện pháp, nhưng mà nói tới tuệ đó của cái vấn đề chán nản đó thì luôn luôn nó là thiện pháp chứ không thể là ác pháp được, bởi tuệ thì nó cái tâm sở tự quyền nó không có đi theo ác pháp được. Còn cái sự chán nản mình nó có thể là ác pháp, có thể là thiện pháp, thành hai cái nó khác nhau chứ nó không thể giống nhau, dầu pháp thế gian pháp thì nó cũng khác nhau hoàn toàn chứ nó không giống nhau được. Nên thường mình dịch mấy cái đó mình dịch vắn tắt quá là mình rất là khó hiểu, chứ mình không hiểu nó khó hiểu vậy đó. Nó có những cái chữ mà mình dịch mà nó vắn tắt quá thì nên suy nghĩ lại hoặc là tìm cái sự định nghĩa của nó, chứ còn không mà mình tưởng nó ấy chứ thật sự là nó không có nhau. Ví dụ như có những cái chữ mà rất nhiều thầy Việt Nam thường bị nhất dịch kinh điển Nam, đú xỉ lá, đú cộng xỉ lá là luôn luôn dịch là ác giới, cái giới nó không có ác được. Cái đú đó là thiếu hay là không có, hay là đúc banh nha, tức là đú cộng banh nha đó, mình dịch là ác tệ thì cái đó là thật sự nó là giống như mình hiếp dâm ngôn ngữ. Cái chữ đó phải dịch là không có trí tuệ, cái chữ, hoặc là thiếu trí tuệ, chứ không thể nào mà dịch là ác tệ đó, thì cũng vậy, ác giới ác tệ rồi kêu dùng đó. Thành ra mấy cái này là mình thêm cái đầu này thêm đầu kia, tệ chán nản tệ, và còn nhiều khi mình thấp sập hay là mình một nửa âm nửa nghĩa đó nó mới kỳ. Ví dụ như là trí tuệ bát nhã, chứ bát nhã tiếng Sanskrit là prajna tức là trí tuệ rồi, còn trí tuệ bát nhã là trí tuệ cái gì đó, là cái hai cái chữ này hỏi cũng vậy, hai cái nó khác nhau. Cái sự chán nản có thể là do ác pháp, có thể là ác pháp, có thể là thiện pháp, nhưng mà tệ tiếng nó là thiện pháp, mình hành cái pháp thì nó đưa tới cái sự chán nản trong cái phần mà cái tuệ nó thấy. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy thầm cô đã sa thúc kính tri ạ.
Dạ, quý anh chị có thắc mắc gì giơ tay trước trên màn hình ạ. Dạ, xin mời quý anh chị ạ. Dạ, bạch ngài, cho con có câu hỏi. Thí dụ trong cuộc sống mình gặp nhiều cái phiền não và bạch ngài, như vậy là có phải trí tuệ mình bị vô minh không ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Cái gì mình cũng đổi thừa, thấy vô minh không có được đâu. Vô minh nó ngon lắm chứ nó không có tệ như mình tưởng. Cái gì nó nhớ, cái vô minh nó biết tới cung trời phi tưởng, phi tưởng này. Mình cái vô minh mình nó yếu siêu, thành ra mình chỉ biết dục giới thôi, chứ nó cái vô minh mình nó mạnh tới thiệt đó. Mình biết tới cung trời vô sắc, cung trời sắc giới vô sắc đó. Thành ra những cái việc hàng ngày của mình đó, mình đừng có đổ thừa vô minh gì đó. Mình không chịu quán xét suy nghĩ cần kẽ những cái điều mình làm nó đưa tới cái đó. Chứ nếu mà thật sự vô minh mà nó biết nhiều chuyện, nó tất cả các cái phép pháp nó biết hết chứ không phải nó không biết đâu. Đó. Thì nó người ta định nghĩa vô minh là biết cái không đáng biết mà không biết cái đáng biết. Thì đáng biết là gì? Đáng biết gì có 8 chuyện thôi, theo chú giải 8 chuyện thôi. Từ tử thanh đế là 4 nè. Danh sắc thuộc về quá khứ, 5 danh sắc thuộc về tương lai, 6 danh sắc thuộc về cả hiện tại và tương lai, đó là 7. Và không biết về bà tịch trà sa một bà, tức là hiện tại đó, những cái gì sanh diệt trong lúc hiện tại thì mình không biết. Nó chỉ biết có 8, không biết 8 điều đó thôi. Còn mình cái gì mình cũng không biết hết, là mình có nhiều chuyện thêm lắm chứ không phải vô minh không. À, những cái chuyện mà nó xảy ra ngày, đừng bao giờ mình trách một cái anh chàng vô minh đó. Nhiều chuyện đó chứ không phải không. À, thứ nhất là phải nói mình lười biếng, mình không chịu học hỏi, thì cái gì nó sẽ tới nó cũng xảy ra được hết đó. Đó. Cái thứ hai là mình chúng sanh có sự khinh thường gì? Khinh thường ác pháp nhỏ rồi làm, khinh thường việc thiện nhỏ rồi không làm. Đó, đưa mới đưa tới sự dễ vui, đó là mình đó. Chúng sanh nó cứ như vậy đó. Chứ không phải lúc nào mình cũng ngon đó. Mà nó có nhiều chuyện trong đời hàng ngày mình, là nó đưa tới bao nhiêu cái chuyện mình trục trặc trong đời mình, trong đời sống rồi này kia em xong. Rồi về nhà mình ngồi mình suy nghĩ lại. Nhiều khi mình thất niệm đó. Mà quý vị biết cái định mà nó phát sanh nó có năng lực. Mà định trong áo pháp nó cũng giúp được mình nhiều chứ không phải không. Ví dụ như nhiều cháy nhà, tưởng như gì ra bưng lu nước chạy, nhưng mà khi mà chạy tới để cái đó xuống nghỉ mà ta giác cho vô được không? Không được. Ta định đó, nó cũng giúp được lắm, nhưng mà giúp là chia tập 7 thôi. Thành ra nó có nhiều chuyện, thành ra bỏ cái đừng có bây giờ đổi thừa cái gì vô minh đó. Thì cái nên nó có nhiều cái, nghĩa là trùng trùng duyên khởi, mà nó có nhiều cái duyên khác nhau lắm chứ không phải không. Bất cứ gì về một cái sanh na tâm nó sanh, nó cũng có cả ít nhất cũng phải là 120 cái loại duyên hệ duyên khởi khác nhau trong đó. Thành ra nó nhiều chuyện nói lắm, ví dụ mình chỉ là một vấn đề rất là nhỏ mà thôi. Nó mô bích thái. Dạ, sa thúc con kính trên ngài ạ. Dạ, con thấy thăm má sa vô có đặt câu hỏi. Vô minh, mê mờ và ngu si giống nhau ra sao thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Giống nhau rồi, giờ nó là chi pháp, nó là thực tính các pháp khác. Ngu si là mê mờ, đó là những cái trạng thái của vô minh trong nhiều trường hợp. Chứ vô minh nó là thực tính pháp. Đó. Trong Bali thì mỗi một cái câu, mà thường thường mỗi câu mà mình nghe đọc câu Bali nó đều có thực tính pháp đó, là cái foundation đó, đó là cái căn bản để người ta dùng cái chữ đó để ta đặt là cái này cái kia. Thì mê mà ngu si gì ông sụp đó, nó là trạng thái của cái thực tính pháp gọi là vô minh. Thực tính pháp là vô minh.
không có gì đó, mình tùy theo mình chế ra nhiều thôi. Con người mình nó chế ra rất nhiều chuyện gì, thành ra nó mới 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 trở thành khó khăn nhiều, chứ không có mà người ta dễ hiểu lầm nữa. Ngôn ngữ mà người Việt Nam mình, thí dụ gì nào mà cỡ 70 ra anh thấy là bao nhiêu lần nó thay đổi ngôn ngữ rồi. Đó, cái thêm này thêm này thêm nọ, bây giờ mới nhất thêm của ông tiến sĩ gì ông Trump đó, ông đọc đọc nghe không, nó mặt nhăn nhăn má nhìn còn không ra thì đừng nó đem mà xài. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy Thâm Má Sa Vô hỏi tiếp ạ. Bậc Thánh có còn vô minh không thưa sư? Dạ con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ kính thưa chư vị, cái này đi hơi xa rồi nha. Chúng tôi chỉ trả lời theo sách vở thôi, chứ còn chúng tôi chưa phải là bậc đó rồi. Quý vị muốn biết thì cái lật cái điều tôi chúng tôi giải thích ra. Bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả vẫn còn vô minh như thường, chỉ có bậc thánh tứ thánh quả mới không còn vô minh mà thôi ha. Tại vì bậc bậc sơ quả thì chỉ bậc sơ đạo chỉ diệt được chưa tà kiến với nghi ha. Bậc tam quả chỉ diệt thêm có hai cái tâm sân mà thôi, đồ xả thôi, thành ra còn tới bảy cái tâm kia, bốn ngày sáu còn lại năm cái tâm kia, tức là bốn tâm tham ly tà với một tâm si phóng dật thì chưa có diệt được, thành ra vẫn còn vô minh như thường đối với bậc hữu học. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con thấy Thâm Má Sa Vô đã kính tri ân sư ạ. Dạ trong đạo tràng anh chị có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là chat chat trên màn hình ạ? Dạ con xin đọc câu hỏi của Thâm Má Sa Vô. Giới cấm thủ có phải là mê tín không thưa sư? Dạ con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hay giả kính thưa chư quý vị, cái đó là không phải, bởi vì trong thực tính pháp không có cái tên danh từ nào là mê tín cả. Tín là sạch tha, chánh tín là sẩm sẩm sạch tha, chứ không có danh từ nào là mít chả sạch tha đó. Thành ra danh từ mê tín là danh từ của đời chỉ đẻ ra thôi. Giới cấm thủ phát sinh do người đã có tà kiến. Tin vào cái điều không phải thì nó mới vậy thôi. Thành là nên nhớ mê tín thì trong giáo pháp mà không có cái chữ đầu nào một cái thầy á. Dạ con thấy Thâm Má Sa Vô đã xả thuốc kính tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị có thắc mắc gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là chat chat trên màn hình ạ? Dạ con thấy tu học Phật pháp đặt câu hỏi kính xin sư giải thích tại sao tâm quả dục giới, tâm quả đáo đại lại không nương môn là sao? Nhãn thức nương nhãn môn. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh Bạch Chư Tôn hiện giả kính thưa chư quý vị, mà dẫn nương thì sao không nương? Quý vị cái dễ cái lộ trình tâm nhãn thức sẵn bạch tịch cha ná sẵn thi ra ná hốt thập ná rồi tới bảy cái động thấp, rồi hai cái tâm quả dục giới với là hai cái tâm quả làm việc công việc thập duyên nó dần đưa như thường hay sao không nữa. Còn mấy cái tâm quả đáo đại thì nó cũng phải nương chứ, nó nương vào lỗi ý, nó làm khi nó làm nhiệm vụ tái tục còn kia nó vẫn nương như thường chứ. Chỉ có tâm quả đáo đại mà vô vô
vô sắc thì nó cũng phải nương chứ, nương vào lậu ý sao không nương, nương hết chứ. Nhãn môn này kia, ý môn nó phải nương chứ sao không nương, nương hết á, chứ không phải không nương. Nghĩa là chỉ có cái người không có tâm đó, tức là phạm thiên vô tưởng mới không có nương môn đấy, chứ còn cái kia nó nương hết sao không nương. Nó không nương thì nó cũng phải nương cái chỗ này chỗ nọ hết, cho nương giờ không nương, nương hết á. Hỏi coi cho kỹ là biết, chứ còn mình nói coi cho sơ mình đấy mà tưởng nó không nương hết á, nó phát sanh thế nào. Ví dụ giờ tâm tâm quả đau đại thì nó làm ba việc, ba cái nhiệm vụ. Thứ nhất là tục sanh, tử và hữu phần. Thì nó khi làm hữu phần nó phải nương, sao không nương, nương lỗi ý môn chứ không nương sao được. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ con thấy tu học Phật pháp đã kính tri ân ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì không giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là tới chat trên màn hình ạ. Mời bàn tay chị Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn chị Bách Ta, Thích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Trức, Ngài Liễu Tông, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Khai Ma. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Nhà con có công việc phải đi ra ngoài nên con về trễ ạ. Cảm ơn Trần Đạo rất là nhiều. Thấy Trần Đạo cầm mic mời mọi người rất là kính thương Trần Đạo. Dạ, Nam mô Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Dạ, mời tất cả quý anh chị em đạo hữu có thể đưa bàn tay mình lên mến chào hoa anh về vào đâu trang nhà, và cũng có thể đưa những câu chết chát nhà. Nhật Quỳnh đỡ mít cho Trần Đạo một chút cho Trần Đạo được nghỉ nha. Dạ, trong khi chờ đợi những câu hỏi ngài cho con hỏi một câu Dạ, nhưng mà trước nhất Nhật Quỳnh kính mời quý vị nha, nếu mà câu hỏi của Nhật Quỳnh đưa ra mà quý vị có câu hỏi thì Nhật Quỳnh xin gác câu hỏi của Nhật Quỳnh lại Dạ bạch ngài, lúc sáng thì con học ở bên lớp học của Thái Thâm Má đó, trường Bộ Kinh 33, Pháp 4 Kỳ 4.37. Thì nói về sự bốn cái sự thanh tịnh cúng dường. Thì con nghĩ ra một điều, dạ con nghĩ ra một điều. Thí dụ như con chết đi, con chết đi, ví dụ như con có tiền đi ha. Dạ con có tiền thì con chết đi, con để cúng dường một cái số tiền đó, thí dụ 1-2 triệu vậy đó, đại khái vậy, vô một cái chùa, xong rồi con nói là khi con chết thì cái số tiền đó mỗi tháng thì lấy cái tiền lời ra để mà mình dân cúng và thực đến khi ta lo sửa sang điện nước gì đó ra trong chùa. Nhưng nếu những người mà thừa hành cái ý của con đó, làm không đúng cái ý như vậy, nó hơi sai khác đi một chút, như vậy con có phước không bạch ngài? Dạ con kính dâng bích đến ngài, ngài chỉ dạy giùm con Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái người đã biết làm thì mai đã hưởng được, cái người không biết làm thì không có phước gì cả. Nhắm mắt rồi lại nắm tay không, của đó không còn là của mình nữa, cho nên mình có trố trăng làm gì nữa không phải của mình. Nhưng mà cái người nhận làm xong rồi đó, rồi họ phải biết cách hồi hướng phước báo. Hồi hướng phước báo, nếu mà sanh ở cái cõi mà có thể nhận được trực tiếp thì nhận, còn không á, mình ở cái nơi lãng giảng gần đó, mình nghe câu đó mình xả thú, tức là mình tỷ phước báo thì người, thì mình nhận được,
cái chúng sanh nó nhận được, chứ còn không là sao nhận được. Thành ra khi mình muốn tạo phước tạo trong lúc còn hơi thở, muốn làm phước làm gì làm trong lúc còn hơi thở mà thôi. Chứ còn khi nào mình nhắm mắt rồi đó là cái đó không còn là của mình nữa hết, nên nhớ chuyện đó ha. Bởi vì mình đã thành người chúng sanh khác rồi thì mình có trăn trối gì đi nữa thì cái trăn trối đó cái người thi hành nó phải biết cách làm để mình được hưởng cái đó. Còn nếu không là mình trở thành người quỷ, mình đi vòng 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 cái chỗ chôn của mình nó còn chết nữa. Không ai dám ở nhà mình đó chờ đó ha. Thành ra tạo phước phải tạo lúc còn sanh tiền, làm đi làm lúc còn sanh tiền. Cái người chết rồi đó, người còn sống chỉ làm một số việc thiện rồi hồi hướng phước báo cho người đó mà thôi. Mà muốn hồi hướng phước báo cho người đó nhận được ở cái cảnh giới mà nhận được đó thì cái người nhận nó tối thiểu phải 8 giới trở lên, còn người không đủ tức đủ năng lực để được nhận được đâu đó. Chứ không phải muốn muốn cho ai cho rồi cái hồi hướng báo cũng không được, mà nhớ chuyện đó mình đã học cho đủ chi đủ đồ chứ phải đừng có nghĩ tôi tiền tôi tiền tôi gì tôi nắng thở giờ nó muốn làm gì làm, nhưng mà làm xong nó báo nhưng mà không làm gì nhát nó à. Làm trước đi nó làm trước rồi để cái tiền nó giống như mà mình hùng phước vô cái đó là giống như mình có tiền mình bỏ nhà băng rồi, mai mốt mình đi cõi nào nó cũng theo nó tự động nó cho mình đó, đó chứ mình không cần phải lấy ra, không cần phải cà thẻ gì đó. Cái phước là nó theo theo tay như bóng theo hình đó. Chứ không phải là sợ gì ta, làm phước thì làm trước, làm lúc đấy là thôi đó. Chứ đừng có đợi tới cái lúc đó làm không có nên. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ thưa sa thủ con thành kính tri ân ngài. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ ngầm dạ, con xin bổ túc thêm câu hỏi của con bạch ngài. Dạ ví dụ như bây giờ hai gì con gửi cái số tiền đó vô chùa rồi con ước muốn là như vậy như vậy, thì theo như ngài nói này chưa chắc gì người ta làm như vậy, nhưng mà nếu mà bây giờ mà con còn sống đây rồi con muốn mà cúng dường, ví dụ muốn cúng dường xây dựng ngôi chùa hay là cúng dường cho một vị vị tăng đi tu, hoặc là mình làm một cái điều gì đó hiện thời và dứt khoát thì tốt hơn phải không bạch ngài? Dạ con kính nhận bích đến ngài Nam mô Bụt Thầy gia. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, làm như là mới là đúng. Tại vì bây giờ mình đem nó mình tạo phước, tức là mình giống như là mình đã gieo một cái nhân mình để được phước rồi, để cái phước nó sau này nó tự động nó theo mình mà thôi, chứ không cần ai gửi theo nữa đó. Mà mình làm phước đó đó, nếu mình biết cách thì nó sẽ tăng cường bất cứ lúc nào mình còn hơi thở. Ví dụ giờ mình ngâm ngáp đi, mình sắp đi đoàn tụ đi, mình nhớ tới cái phước mình làm thì nó sẽ giúp mình đi về sanh về cõi an vui, chứ đừng lo, bởi vì cái đó là lộ cận tử có thiện pháp. Chứ còn bây giờ mà cái lúc đó đó chưa chắc cái tâm mình mà nó an lành ấy, không biết mình nhắm mắt rồi mấy đứa mình nhờ nó, mấy đứa con đứa cháu nhờ nó có làm cho mình hay không, hay là nó lấy nó mạnh ở, hay là nó lấy nó nuôi bồ nuôi bịch của nó, lúc đó mình còn còn chết chết dữ nó chứ ở đâu mà có phước, thấy không? Làm trong lúc còn ở, trong lúc còn đầy điều kiện để thực hành, có đầy đủ tâm tư đàng hoàng đó thì mình làm cái đó nó phước nó nhiều, nó có năng lực. Cũng giống như lúc đó là mình đã gửi vô nhà băng cái tiền rồi, sau này tự động là mình có xài thôi chứ không có phải ấy, chứ còn đừng có để nhờ để tao tắt thở rồi hả làm nha. Bây giờ tao chưa tắt thở không được làm cái đó, không có nên. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thủ lành thai, dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy những cái thắc mắc con rất ân ngài. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Cũng vì liên quan cái câu đó đó là kính bạch ngài, con chia sẻ một điều con nghe ngài nói là con cháu mình đó, thì con nhớ lúc con qua đây đó rồi con đi làm rồi con cứ ham về Việt Nam con làm phước lắm, thì con có một nhỏ cháu nó kêu bằng gì nó biểu con á, thì gì ơi gì về đừng có con thấy gì sao mà gì đi về Việt Nam hoài gì cúng chùa hoài à, thôi gì đừng có cúng chùa nữa đi, gì để dành đi, để dành tiền đi mai mốt gì chết rồi cái gì dặn mấy anh chị thì cúng chùa chứ đâu giờ gì để lỡ gì bệnh hoạn này kia làm sao,
thì con không có dám như ngài nói, thì con bị đặc biệt nên con cười không à, mà con nghĩ trời ơi giờ tao còn sống đây còn không cho tao cúng tiền của tao, tao không cho cúng, tao cúng chùa mà đợi tới hồi tao mà chết rồi mà dễ gì nó cúng, nên thôi tôi làm trước cho chắc ăn. Dạ con đích thân con làm. Dạ bây giờ buổi sáng nay con học được cái bài bên đó thì con rất là hoan hỷ. Dạ với cái câu trả lời của ngài để con biết làm cái gì để lợi ích cho mình. Dạ con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ Nhật Quỳnh kính kính mời đạo tràng. Dạ mời quý vị đưa những bàn tay và những câu chết chát ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ đừng để Nhật Quỳnh hỏi hoài nha, là quý vị mất quyền lợi đó nha. Tại vì Nhật Quỳnh không có hiểu sâu về Phật pháp đâu, Nhật Quỳnh chỉ hỏi những cái gì thực tế ở ngoài đời thôi, nên là quý vị hãy hỏi những câu hỏi sâu sắc hơn Nhật Quỳnh trong Phật pháp. Dạ rồi con thấy rồi. Dạ Hoàng Hoàng Phương ha. Dạ kính bạch ngài, làm sao để hộ độ cho một vị tăng trẻ có điều kiện tu học đúng pháp thưa ngài? Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. À. Nam mô Bụt Tha giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái chuyện dễ nhất là quý vị cứ tới mấy cái chùa mà quý vị biết có gửi người đi học bên đó đó, rồi mình liên lạc thẳng với cái gì bên đó, chứ không có gửi cho chùa. Nên nhớ không gửi chùa, dù chùa nào đó nói tôi có gửi ba ông sư đi thì xin địa chỉ của ông sư đó mình liên lạc, trong mỗi tháng mình dâng nhiều thì mình gửi cho ông. Chứ còn bây giờ mình nói mà chùa lỡ chùa xét đánh sập cái máy chánh điện là thôi khoan, gửi cho ông sư đâu rồi sửa cái này cho ăn lúc đó mệt nữa hơn. Gửi thẳng cho cái vị đó, gửi thẳng cho vị đó. Như là thật sự ra đó họ đi họ học họ vẫn thiếu thốn chứ không phải không. Hồi chúng tôi ở chúng tôi biết là Thái dân bên điện nó lo lắng đàng hoàng lắm, nhưng mà nó lo về những cái phương diện liên quan tới Phật pháp thôi, chứ nó không có lo những cái khác. Mình nhiều khi mình thiếu hay cái gì đó, cái đó mình chịu, bởi vì mấy cái xứ đó đó mình lên tiếng xin không được, ông sư không được quyền mở miệng xin đó. Nhưng mà chúng tôi qua lần đầu tiên chúng tôi lúc mà chưa có nói được tiếng Thái thôi cho nó gọn gàng, chứ mà vô chỉ cần ghi danh một cái thôi là có người dâng nguyên một bộ sách học từ lớp nhỏ nhất tới lớp cao nhất liền, và họ còn thỉnh cầu nữa, ngài cần gì ngài cứ nói rồi chúng con sẽ hậu đồ. Thì họ thấy người Hồ Quốc tới họ rất là vui mừng tới họ xứ họ đạo Phật pháp. Ngay cả Miến Điện để vô mấy chỗ đó là không bao giờ tốn tiền tốn bạc đó, có gì thì họ họ chở đi bệnh viện bên đó free. Nhưng mà free đó quý vị biết đó, quý vị ở Mỹ đó quý vị biết Medi đó thì cũng giống như bệnh viện tăng bên đó vậy đó. Mấy cái thứ ở ngoài quốc là mấy cái công ty nó cho thuốc thuốc giống thuốc gì đó thì nó cái cho mình dùng, nó có nhiều khi bệnh phải cần thuốc thứ thiệt đó, mà thuốc thứ thiệt đó mình phải có người hậu độ thì mình mới dám lên tiếng, còn mà không có người hậu độ mình không dám lên tiếng. Thì mấy ông bác sĩ bên đó thì họ họ tốt lắm, họ nói cái này là cần cái loại thuốc đó, nhưng mà loại thuốc đó thì đâu bệnh viện này nó không cung cấp cho chưa tăng. Thì nó hỏi thẳng mình sẽ có thí chủ hay có người hậu độ không nè, nó họ liên lạc với con sẽ kiếm cho. Thì nếu mà họ chịu thì đó nhiều khi nó qua nó có viên thuốc nó mắc lắm, ra ngoài không nó mua ở Mỹ nào quý vậy. Thì chỉ có cái đó là hơi ngại, thì mình bị bệnh nặng chút hơi ngại cái đó thôi, chứ còn bình thường là vô trong đó là nó lo hết á, chứ không có giống như mấy cái sư khác. Ông sư là lên xe xuống ngựa xuống gì rồi không có phải tốn tiền, đi phương tiện chính phủ là đi từ Bắc chí Nam không tốn các bạn nào đó. Nó được cái đó. Mình ra mình nãy tôi xưa muốn đi chơi rồi này kia ông sư, mà lúc đó qua đó thì không có tiền thiệt, không muốn đi cái là ra cái xin với họ nói tôi không có giữ tiền tôi muốn đi tới chỗ đó được không, cái là nó dắt sơ cái nó ngày chợ chỗ tê tê speaker sao mà xe lửa gì tới sắp bài cái nó dẫn ra nó cho tôi gửi một xin này, không có giữ tiền lo dùng. Quý vị biết mình ở đó không có quen, kể cho quý vị nghe vui đây đâu quen. Tới chừng 10 giờ rưỡi là nó cái anh mà anh lo đó anh nhận lời lo
nay có ông sư không với tiền ai cũng muốn làm phước không, nó mua hộ cho mình ăn để ông bá đỡ con không hết vì biết vậy đó, chứ không phải dễ mà mình ngồi mắc cỡ thấy mồ luôn đó. Thì bên đó họ vậy đó, nên là bên đó đi qua đó là không có sợ, nhưng mà có những cái ví dụ như giống như tôi nói đó, ví dụ cần những loại thuốc nó đắt tiền hay là nhiều khi cần mua thêm một số sách mà nó chỉ bán ở ngoài không, chứ trong trong trường học nó không có đó, thì cái đó là mình gửi phụ giúp họ để họ có cái phương tiện họ lo cái đó, họ lo cái đó. Mà qua bên được qua đó đi học mà học từ thiệt là không có thời giờ đi làm gì vậy đâu, đừng có sợ, bởi vì cái đó không phải dễ. Qua đó là cái đó mỗi năm phải có tín chỉ nó mới gia hạn visa rồi gì ông chồng nó bao nhiêu chuyện chứ không phải dễ đâu. Anh nói quý vị cái liên lạc ở chùa chúng tôi biết con số chùa có gửi người đi học ở ở Việt Nam gửi đi học đó, thì cái tới đó liên lạc thử hỏi cái việc coi giờ có vị sư nào mà đang đi học ở Thái Lan hay Miến Điện gì đó cho xin tên với địa chỉ, thì quý vị giúp thôi liên lạc thẳng với họ xin hộ độ mỗi tháng nhiêu vậy đó thì cho họ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Hoàng Phương, và con thấy Hoàng Phương cũng đã sa thú rồi, kính tri ân Ngài và cũng cảm ơn câu hỏi của Hoàng Phương. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ, Nhục Bình kính mời bằng tay quý vị, dạ, mời câu chết chát ạ. Dạ, chưa có câu hỏi, con xin hỏi tiếp bạch Ngài. Ồ, có câu hỏi của Hoàng Phương hả? Có học online hả? À, có Diệu Đạt. À, mời bàn tay Diệu Đạt. Sang khai giá. Dạ, con xin bay đạo tràng có nghe được thì tiếp theo vừa rồi thì sẵn đây con cũng bảy câu này để thứ nhất là mình thống nhất rồi trong không có vấn đề. Dạ, con là thì con biết là thẳng cho tức là cúng dường cho chùa. Thì con không biết mãi tới bây giờ con không không biết là tài khoản tiền bao nhiêu phần trăm là vào chư tăng và bao nhiêu phần trăm là, thì con cũng phân vân vấn đề này lắm, tại vì con biết là chùa có nhiều vấn đề trang trải. Ở trong chùa, thưa ngài, ngài có thể cho con biết là như Phật cúng dường như vậy đó, thì chúng con cúng dường quý tăng hay là cúng chúng cúng dường vào Tam Bảo, tại vì nhiều có thể là nhiều nhiều trong một môi thành ra là mình không biết, là con không biết là vấn đề nào cho phải lẽ. Dạ. Con xin hỏi câu hỏi này. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, xin cấp. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị, cái nít nơi dịch thành để chúng tôi hiểu, chúng tôi nghe tôi hiểu hết hay không, nhưng mà đại khái trả lời như nào. Thật sự ra đó, ở Việt Nam thì chúng tôi không sinh hoạt nhiều, chúng tôi không biết, nhưng mà đây để chúng tôi nói để cho quý vị nhận xét, rồi quý vị làm phước thì nó có phước. Thứ nhất cái chùa đó đó phải có sự dạy dỗ, nghĩa là có chư tăng được đi học ở đâu đó về rồi dạy dỗ lại cho chư tăng trong nước, nghĩa là phải học đàng hoàng chứ ấy đó. Chứ còn nếu mà xây chùa cũng giống như là chờ cuối tuần là cầu an cầu siêu cái đó thì chúng tôi không có khuyến khích quý vị làm phước nha. Ít nhất là nghĩa là tối thiểu thì một tuần đó, thường thường đó, một tuần có một ngày mình gọi là ngày giới đó, thì tới đó để tụng kinh xin giới xin tòa trì giới, rồi được học hỏi làm thế nào
pháp học là như thế nào, pháp hành nó thì như thế nào, thì cái đó thì chúng tôi khuyến khích để làm phước. Chứ còn bây giờ mình xây chùa cho lớn, không có làm gì hết, mỗi năm chỉ tổ chức một ngày, hai ngày lễ, giống như lễ Phật đản, lễ Đầm Tháng Giêng rồi này kia, dòng này chúng tôi không có khuyến khích. Nếu quý vị muốn làm phước kiểu đó đây thì quý vị có thể dò hỏi tất cả các trường ở ngoài quốc, trường ví dụ những cái Miền Điện, Thái Lan, Tích Lan, có những cái trường mà có nuôi chư tăng ngoại quốc cho học hỏi này kia, thì nên lọc phước ở đó nó vẫn có phước nhiều hơn, tại vì mình giúp được cái việc mà ta duy trì giáo pháp, là làm cái giáo pháp thì, nghĩa là sự suy đồi nó chậm lại ha. Chứ còn mà thật sự ra đó, nói chung đó, chùa Việt Nam từ xưa giờ chúng ta thấy đó, nếu nói đúng nghĩa cái chùa thì chắc chắn là nó không có đúng, nó chưa đúng. Bởi vì quý vị đi qua bên Miến Điện, Thái Lan, bất cứ cái chùa nào nó cũng đều có hai ba phần đó, một cái trường học để dạy về pháp học và một chỗ để hành thiền dạy pháp hành. Và khi quý vị tới đó, quý vị xin ở tháng hai tháng hành thiền, họ tạo rất là sẵn sàng cho người ở Việt Nam mà tới mình lạ mà tới xin ở chưa chắc. Ngay cái chuyện chùa Mỹ này coi, quý vị tới xin được không ha? Thì cái đó mình nói chùa nó không có đúng. Bởi chùa là cái nơi để bá tính, nghĩa là hàng tứ chúng đó, từ các nơi lâu lâu ta tu tập về, ta có điều kiện để thạp hỏi rồi này kia xong. Chứ chùa không phải để cầu an cầu siêu, sáng tụng bài chiều tụng bài rồi lúc nào, cái đó là nó không có đúng cái nghĩa của chùa. Chùa làm sao để có những cái hoạt động để có thể duy trì làm cái giáo pháp được trường tồn, nó mới gọi là chùa. Chứ còn mình xây chùa đấy, nhất tự di sư, bán tự di sư, thì cái đó là thật sự là chúng tôi không có khuyến khích, là chúng tôi chỉ khuyến khích hộ độ những cái vị sư mà đang đi học á, mình phải tìm hiểu để biết vị sư đó tu hay là đi làm gì không biết. Thì nhưng mà ví dụ những cái trường như mà trường đại học của Tăng ở Miến Điện hay trường đại học ấy của Tăng ở Thái mà nó nhận họ học đàng hoàng đó, họ có giấy tờ học cái đó đàng hoàng á, thì mình nên hộ độ để họ ít nhất á, họ sau này họ về họ không có khả năng họ lập chùa, chuyện không quan trọng, nhưng họ có khả năng được hoằng dương giáo pháp, tại cái chuyện đó mới là chuyện quan trọng ha. Chứ còn cái chuyện mà không có dạy không có gì hết, là từ xa năm này tháng nọ không thấy dạy vậy rồi mà chúng tôi coi trên Facebook rồi này kia thấy chỉ một số cái chùa Việt Nam có dạy cái đó thôi, nhưng mà cái khả năng dạy là mình ở chùa nào tới học rồi mình về chùa đấy á, chứ không cần có không cần phải làm gì đó, nó thật sự là không có làm được giống như mấy chỗ khác. Ví dụ chúng tôi qua bên đó, chúng tôi vô cái chùa đó là họ bảo đảm để học cho tới nào khi nào thành thôi, nhưng mà khi ở lại theo điều kiện của chính phủ, ví dụ như chính phủ 5 năm đầu nó không có đuổi, bởi vì ông sư mà qua tu thì cần phải ở với ông thầy đầu 5 năm 10 năm, nhưng mà sau đó là phải có tín chỉ có đồ nó mới cho ở, hoặc là nó giới hạn cho ở bao lâu thôi à. Thì cái đó Thái Lan, Miến Điện nó đều có làm hết đó à. Khi mà qua mình tào lao đi thăm chỗ này chỗ nọ cho mình qua ổng học đó, thì nó mới không gia hạn visa cho mình kỳ tới để cho mình về nước thôi, chứ không có sợ. Thì bây giờ mình muốn biết thì mình cứ hỏi địa chỉ ông đó là biết liền à. Ví dụ bên Thái nó có trường Ma Chu La, nó có hai cái trường đại học cho Tăng, một trường dành cho Ma Ni Cà giá, còn cái chùa dành cho Tha Tham Ma Dút Tị. Thì cái trường mà đại học đèn cho Tham Mưu Tị nó gọi là Mắc Cụt Sẵn Khá University. Còn cái chùa mà dành cho Chư Tăng của cái hệ Mã Ni Ca Giá đó, Mã Ni Ca Giá đó, thì nó gọi là Mã Chu La Long Con University đó. Thì qua đó là phải học chứ không thể nói không học được. Còn bên Thái thì nếu mà bên Miến Điện thì nếu mà cái trường mà dành cho ngoại quốc á, thì nó gọi là ITBMU, thì có nhiều vị học nói gì nào Việt Nam mới biết, có mấy vị mới học xong mới về như sư Thiện Đức hay là mấy sư gì đó, hay là có một ni cô cũng học cho xong, mà thấy mấy lúc sau này thấy có qua bên Orange County này thuyết pháp thì cô Diệu Hiếu gì đó thì cũng học từ đó đó, đó. Thì ta học đàng hoàng chứ nó đâu để cho mình giỡn được qua đó, đó nó cung cấp chở nó nuôi mình, phải học đàng hoàng chứ không học đàng hoàng là nó đuổi đít, nó đá đít về cho nó đổ cho nở đâu.
thì cái đó là chắc chắn nhất chứ không ấy đâu đó. Còn mấy chỗ khác thì chúng tôi không có biết. Ở Tích Lan thì nghe mấy vị đó học thì nó không cho vậy đó, thành nó chúng tôi mới đề nghị là bởi vì một vị sư mà học hành đàng hoàng về giàu thì sau này vị đó không lập được chùa lớn, nhưng ít nhất có thể đào tạo thêm được thêm nhiều cái vị sư khác được. Còn chứ mình không biết gì hết, mình đi mà mấy năm về mình nói tiếng Bali cũng được, mình dạy cái gì cũng được thì cái đó vô ích. Cái chính là đó có là đột rồi thuộc rồi vô dụng thì làm sao mà tạo cái sự lợi ích cho người khác được đó. Thành ra cho tới bây giờ quý vị thấy không, Việt Nam chỉ có được hoàn hạnh mà đa số muốn học thứ thiệt, không ai chịu ở đó học hết đó, mà phải đi qua Thái, qua Miến Điện, lặn lội xa xôi qua rồi ngôn ngữ rồi này kia ông Phùng học gần chết ngôn ngữ người ta mới vô trường được mấy trường mà của họ, chứ đâu có dễ đâu ha. Đó, thành ra mình cứ xét lại rồi biết. Thành ra giờ mình cần, nó hơi muộn nhưng mà mình cũng cần là hộ độ những cái vị sư mà có tâm mà đi học đi về tiếp tục cái sự quần dương giáo pháp ở Việt Nam đó, thì nên làm. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy chị Diệu Đạt đã kính tri ân sư ạ. Dạ, quý anh chị có thắc mắc gì đưa câu hỏi hay là trực tiếp hỏi chat, là test chat trên màn hình ha, trực tiếp hỏi ngài ạ. Dạ, kính mời quý anh chị, chỉ còn có 15 phút, 10, à, dạ 20 phút nữa đã hết rồi ạ, hết giờ. Dạ, xin mời quý anh chị tranh thủ hỏi ạ. Dạ bạch ngài, cho con có câu hỏi. Con thấy y học ngày nay đó ngài, có những người nghiên cứu thấy sự lão hóa của não bộ làm cho suy giảm trí tuệ, vậy Phật pháp có chấp nhận được điều đó không bạch ngài? Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, cái bệnh của chúng sinh nó có bốn cái nhân. Nhân chánh thứ nhất là nghiệp, thứ hai là vật thực, thứ ba thời tiết, thứ tư là tâm mình đó. Thì bây giờ cái tâm nó suy đồi là tại sao? Là phần đông do vật thực, bởi vì nó nhớ hầu như tất cả các chứng ăn, các thức ăn mà mình ăn ở ngay cả những cái nước mà tiền tiến giống như Mỹ, Âu Châu này kia, là cái thức ăn nó rất là độc, bởi vì nó sẽ nó độc có hai phần. Nó độc cái thứ nhất là nó giết con vật đó, là nó để lâu á, trong tủ lạnh thì nó phải có chất bảo quản. Cái thứ hai phần con vật đó, quý vị biết khi mà nó biết nó sắp bị giết đó, cái tâm nó tiết ra những cái chất rất là độc, chất rất là độc. Hay là mình quất vô cái đó là mình đã đủ để nói vậy đó, thì cái đó nó làm suy đồi một số điều kiện. Để quý vị thấy chị nợ Mỹ và thấy nhất đó, là cái đá mà con nít mới sinh ra nó bị autism đó rất là nhiều. Tại sao? Từ nhỏ lớn nó bú sữa bò, mà trong sữa bò con bò nó ăn cái chất gì, nó ăn ba chất hóa học, thì trong sữa nó phải có những cái cặn bã đó chứ làm sao không có được đó. Mới sinh ra rồi bắt đầu uống sữa bò,
lớn lên thì nghe đi ngang ngang như giống vòi đó, nó không bình thường á, thấy không? Thì cái đó thì mình cũng vậy gì đâu. Rồi ăn thời gian sau do giật thịt nó làm cho cái não bộ mình nó tiết ra những cái chất không biết là testosterone hormone gì đó mà thường nó là chất độc. Mà một khi mà nó là chất độc thì quý vị phải biết là nó không hại liền, bởi cái số đó nó chất nó ít nhưng mà nó lại là cũng làm cho người mình từ chuyện bình thường nhất là Alzheimer là đa số là bị là giờ cái não nó bị hoại lần 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 mà mình không có biết, không có biết. Nhưng tới cái lúc nó tới cái mức nào đó thì dĩ nhiên là mình Alzheimer là vậy rồi, hoặc là những cái khác, ví dụ như trong hệ thống máu mình nó đưa đi từ đầu tới tới gót chân thì bao nhiêu cái chất độc mà vô cơ thể mình tức là nó phải vậy rồi. Thành ra từ xưa là đã có cái chuyện đó, Đức Phật đã nói tới rồi chứ không phải không. Bây giờ thì khoa học mới bắt đầu thấy cái đó, thành ra mới có những cái vụ mà organic rồi này kia đó, nhưng mà không ai bảo đảm đó là 100% đó. Thứ hai nó mắc nữa, nó mắc nữa. Thành ra mình cứ ăn những cái chất độc vô người mình tưởng mình ngon không có gì ngon hết đó. Mà cứ tối ngày cứ đưa vô riết thì trước sau thì cũng vậy đó. Mà mình nếu biết biết cách mà để làm cho cái tâm thanh tịnh, mình học Phật pháp mà rồi mình hành thiền chỉ thiền định đồ này kia thì mình còn giúp cho cái sự suy nó chậm, và thứ hai là mình tạo cái nghiệp tốt để kiếp sau mình ở cái nơi nó ít có cái những cái thứ đó, đó thì mình có thể mình tốt được, chứ còn dính vô mấy thứ đó là bao giờ cũng dễ đó. Đó cơ thể mình nó đối với những cái chất chất đó thì nó rất nguy hiểm. Cái thứ hai nữa, nó có cái loại bệnh mà nó không thể chữa hết rồi, nó cứ bắt chết người hoài đó quý vị biết, năm nào nó cũng đẩy vô người mình, không có những cái loại mà hóa học đó mà làm sao mình không chết được, thấy không? Thành ra mình sanh ra để cái nghiệp của chúng sanh tới vậy là phải ráng chịu vậy thôi, chứ biết sao vậy quý vị. Thấy những cái người mà thứ nhất là ở Nhật đó, đồ ăn rau cỏ gì nó tự trồng lấy là nó mới sống thọ được, chứ còn đi mua là chỉ chấn nước chết thôi, đeo mắt chỉ chết thôi. Nói chuyện đó là chuyện bình thường, khoa học nó tìm ra là trễ rồi, Đức Phật nói trước rồi, mình không tin Đức Phật. Là có những cái mà phải cử, hay là tại sao ông sư phải ăn một buổi là vậy đó, bởi vì buổi tối mà nó không, nó tiêu thụ cũng hết rồi, thành chất độc, nó trong người mình nó cũng thành chất độc như thường. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú con kính tri ân sư ạ. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, bạch ngài cho con hỏi một câu nữa. Tại sao mình tu, mình không có tu thẳng vào tự học mà phải tu qua cái pháp giới giới học rồi định học nữa bạch ngài? Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hàng giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Tại vì cái ba la mật mình nó dỗm quá nó mới vậy. Vì cái bậc tư thiện á, nghĩa là họ cũng tu giới định tuệ giống như mình, nhưng mà cái giới với cái định thôi qua nhanh lắm, chứ cái thời gian nó rất là ngắn. Ví dụ ngày Sa Di Bồ Tát đã ngày nghe tới tắt trong vòng mấy phút là ngày đắc rồi, nó cũng có đủ giới định tuệ chứ không đủ, nhưng mà cái hai cái đầu nó nhanh. Còn mình kiếp nào cũng tu nháp hết, nó cũng muốn nhanh như mấy gì đó đâu được. Ngang ngày nghe ngày Sa Di tóm tắt cái bài kinh tứ niệm xứ là ngày đắc liền. Còn bây giờ đó, mấy ông sư ở đây trong room này không biết có mấy vị ẩn nít chúng tôi biết, giống như chúng tôi chẳng hạn. Nghĩa là bài mà thăm mắt chặt cặp bộ quát thanh ái sô đó, tụng đã thuộc lòng luôn, không biết tụng mấy ngàn lần rồi, có thấy khỉ gì đâu, thấy không? Đó. Nhưng mà giảng thì giảng được, nhưng mà không thể thực chứng được, hay vậy đó. Tại vì ba là một mình yếu lắm,
chứ nó không có giống như mình tưởng là mình ngon, không có ngon gì đó. Thành ra mình phải bắt đầu từ cái căn bản nhất. Cái thứ hai, phước mình ít quá, thành ra mình không gặp ngay những bậc như giống Đức Phật. Mà mình nói mình có gặp vô thôi, ngài nhìn mình thì ngài cũng chỉ cười mớm chi thôi, chứ làm sao ngài nói gì mình cũng đâu hiểu gì đâu. Nó thật sự vậy đó. Tại vì mình tu dỗn quá mà ngài nói gì vô, cái lời vô ích ngài đâu có nói chi. Ngài nói tới người nào nghe mà không phát sanh lời lộc, ngài đâu có nói chi, phải không? Đó. Thành ra sư, chúng tôi biết có vậy sao, chúng tôi biết thân phận chúng tôi là kiếp này tôi ráng cấm đầu cổ họng cho nhiều rồi vậy đó, nghĩa là xài không được kiếp này đâu thì kiếp sau xài, tại vì kiếp này mình trong người nó cũng đầy đủ, chứ biết đâu mình là người lạc vô nhân không chừng. Thành ra thôi có bao nhiêu sách vở thôi, Đức Phật ráng học cho nhiều, học để làm lương thực cho kiếp sau, kiếp sau là gặp ai tu tu tiếp nó được. Chứ còn mình học dân dỗm sau này cái mình gặp mà vô tới chùa cái bỏ đi không thèm lại nữa. Hỏi sao vậy? Ôi, mấy ông tiểu thừa ăn mặn á, không? Vô chùa còn chấp tới chấp lui vậy, làm sao mà đòi đắc này đắc nọ được. Nó như thế chứ. Đó. Nên là mình tập mình ráng đi. Có nhiều Phật Pháp rồi mấy cái rung vô học rồi nghe thế nào. Mà chúng tôi bảo đảm cái gì là quý vị vô cũng chỉ tu nháp thôi á. Chúng tôi nhắc lại mấy lần cái gì, cái nhớ 4 giờ sáng bên Việt Nam còn khi già ngồi dậy cắm cụi mở cái máy là lên để cho quý vị có thời giờ vào học, mà quý vị không chịu học để đáp lại cái công ơn của cái vị sư già đó, tội nghiệp ông chứ. Giờ đó chẳng lẽ ông ngồi sáng giờ đó ông ngái cũng đã không, không phải ngồi cắm cụi ông làm vậy, mà quý vị có tưởng tượng ông sư già ngồi không khôn khôn mở máy để chờ cho quý vị vô để quý vị học được những cái lời lợi ích của Đức Phật vậy, mà quý vị không có làm cho ông vui lòng, cũng không làm cho mình có lợi ích thì thôi, chứ cái đó là mai mốt gặp dương chắc là vô chảo á, không có đường nào khác hết. Nam mô Bồ Tát vậy. Dạ sa thúc kính tri ân ngài rất nhiều đã chỉ dạy tường tận cho con ạ. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ quý anh chị còn hỏi gì không à, có thắc mắc gì hỏi thêm không à? Dạ, kính mời chị Nhật Quỳnh. Dạ Nam Mô Bích Thai nhá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tâm Đức Nhược Quỳnh, kính chào đạo tràng. Nguyên nhân người ơi sao mà khóc nhiều vậy? Có thể đưa bàn tay lên đặt câu hỏi không? Tại vì đồng hồ Nhược Quỳnh chỉ còn có mấy phút nữa không Nguyên Như? Nguyên Như nghe, có thể đưa bàn tay lên không? Tại sao khóc nhiều vậy? Nguyên Như, rồi mà Nguyên Như nghe. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ bạch ngài, con mới vừa nghe ngài nói là nếu mà mình học, mình ráng học nhiều á thì cái vốn của mình á nó cũng đi qua lại kiếp sau. Nhưng mà nếu mà pháp học của mình á như vậy mình học bao nhiêu nó cũng nhớ được hết hả bạch ngài, hay là mình chỉ nhớ cái phần Pali thôi, còn cái phần giống như cái nghĩa cái văn á thì nó là thuộc về tục tế. Còn pháp hành thì theo mình, hay là tất cả những cái gì mà liên quan đến Phật pháp nếu mà mình chú tâm thì nó đều đi qua kiếp sau hết bạch ngài. Dạ con xin nhân bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cái nó đi theo mình là phải pháp hành, tức là mình học rồi mình hạ thủ công phu đó thì những kinh nghiệm này nó giúp mình trong kiếp sau rất là nhiều, còn pháp học thì chưa chắc, pháp học chưa chắc, bởi vì pháp học đó, có thể mình nhớ có thể không nhớ được trong kiếp sau tùy theo cái cảnh giới của mình. Ví dụ mình được sanh làm chư thiên mà quá trên đó đó thì cái pháp học nó vẫn giúp được nhiều, và nếu mình sinh vào được cái chỗ mà thường thường người ta hay nói cõi đầu xuất đó, thì có mấy vị Bồ Tát đó thì họ mình có khả năng mình có thể mình tu tiếp tục trên đó được, nhưng mà đa số thì không, ít có người nào lên đó mà tu được. Lên đó là sướng quá trời, nhìn xung quanh cái gì cũng lâu đài gì cũng đã quá, thành ra quên quên liền à, ít có người nào nhớ được cái đó, dầu rằng quá sanh cũng vậy ha. Thành ra bây giờ mình học được cái gì đó mình ráng mình
hạ thủ công phu rồi mình xuống để mình coi. Bởi vì chúng thường thường tôi nói cái pháp học đó, cái sikha đó, một cái điều mà được gọi là pháp học đó, nó phải có cái năm chi đó, tức là nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành đó. Để hành để thấy nó rõ ràng như vậy thì cái đó mình giữ được lâu dài. Chứ còn cái mình học không thì không có gì bảo đảm hết đó. Bởi vì cái trí nhớ của mình là nó bị suy quại rất là dễ, nhưng mà cái kinh nghiệm bản thân là nó suy quại rất là khó. Quý vị để trong ngày quý vị đó, quý vị có thể quý vị nói bố thí rồi này kia sụp nhiều chuyện, nhưng mà nhiều khi quý vị không có có cảm xúc gì mạnh bằng chính quý vị đã đem một cái vật gì bố thí cho tới cái người nào đó đó, cái cảm xúc lúc đó đó quý vị nhớ lâu hơn là cái điều mà quý vị được học trong kinh điển về bố thí. Quý vị là nhớ chuyện đó. Bây giờ mình không tin thử rất là ấy. Hay là bây giờ quý vị đi vô chợ, quý vị mua con cá mà quý vị biết cá siêu, quý vị ra ngoài thả xuống rồi nó không có đi liền đâu. Chúng tôi đi làm mấy cái đó hồi Thái thấy nó lùi lùi một hai cái nó nhảy lên, giống như nó lại mình đó, nó nhảy ba bốn lần rồi nó mới đi. Mà cái hình ảnh nó nhớ rất là lâu, tới giờ chúng tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh đó. Bởi vì mình thực nghiệm với cái điều mình làm này đó, cái cảm xúc nó mạnh ghê lắm. Cảm xúc nó mạnh ghê lắm chứ không có. Còn nếu mình học mình ngồi đọc với mình đọc cô chương đọc tiếp thuộc thuộc thì cho mình quên rất là nhanh. Bây giờ ví dụ bây giờ mình lâu quá mình không làm toán rồi kia cô như thế mình quên là vậy. Nhưng mà còn cái gì mà nó qua cái sự cảm xúc của thân của mình đó, nhớ lâu hơn. Đó là lý do tại sao mình kính Đức Thế Tôn cũng hoan hỷ cái chuyện mà bố thí tận tài là vậy đó. Bởi cái kinh nghiệm đó nó giúp mình nhiều hơn là cái mình gửi người ta làm. Gửi người ta làm nhiều khi nó không có cảm xúc nhiều bằng chính thân mình dùng một tay mình để làm những cái việc đó, nó rất có nhiều cái lợi ích là như vậy. Thành ra rảnh rảnh thì cũng nên gặp mấy thiền sư, cũng nên học một số cái technique về ấy, rồi mình rảnh mình có thể làm tự làm thì cái đó nó dính vào lâu hơn là cái học không. Mình học lý thuyết không mình có thuộc quý sư thấy mắt khá thành tình đạo, mình có thuộc lòng mấy lần nữa thì chưa chắc kiếp sau mình nhớ rõ ràng bằng cái pháp hành của mình khi mình đạt được cái gì đó ha. Nam mô Bích Thà Dạ Kính Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị, tất cả phước báo nào phát sanh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin là hãy mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cận sinh nam quý sinh nữ trong đạo tràng này cơ hội để chấm dứt các áp pháp ngàn năm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Khai Gia, Nam mô Rất Tân Nát Tây Giá Sạ. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân đạt những câu hỏi của chúng con, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ, dâng quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ, còn bây giờ Ngài đã rời rung rồi. Con cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng để con chúng con sám hối sau khi thính pháp. Dạ, con cung thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ruột tà măng ghê nà quạnh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tà măng. Buột thể vô khá lý tổ đô sơ buột thô khả mạ tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà quạnh đê hăng thẩm manh chà đưu vi thăng và răng. Thẩm mê vô khá li tô đổ sô thẩm mô khả mạ tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà quạnh đê hăng sẵn khanh chà đưu vi thô tà măng. Sẵn khê vô khá lý tổ đô sô sẵn khô khả mạ tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thảnh tăng.
ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm trên tăng bảo, quý sinh tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Dạ sa thú lành thay, con kính nhân bích đến ngài ạ. Sakatwa buddharatanang ucatang utamang warang hitang dewa manusanang buddhate jena sotinam nasantu bandawa sambe dukha vupasamentu te sakatwa thammaratanang ucatang utamang warang barilahu pasamanang thammate jena sotinam nasantu bandawa sambe phaya vupasamentu te sakatwa Sankaratanang o chatang o tamang warang ahu nay yang ba hu nay yang sang kate che na so tina na san tu bát ta wa sam be ro ga vu pa sam men tu te nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mong mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sambe Buddha Balam Banta Bache Kanan Che Yang Balang Arahanta Nanta Te Che Narakang Vanta Misabbaso Sabbe Thammam Balam Banta Bache Kanan Che Yang Balang Arahanta Nanta Te Che Narakang Vanta Misabbaso Sabbe Sangkaham Balam banta bache kanan cha yang balang arahanta nan ta te che narakhang pantha mit sambha suhung. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tạm thiền xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chung hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Sa thu lành thay. Dạ đề quá ta. Dạ ni tháp phụ ta ni sa ma ga ta ni phụng ma ni qua gia ni và anh ta lịch khẽ ta tha ga tăng đề và manu sư bổ chi tăng. Bồ thằng nam ma sa na su qua thì hộ tu gia ni thập hữu ta ni sa ma ga ta ni phụng ma ni qua gia ni qua anh ta lê khe ta tha ga tăng đề qua manu su bổ chi tăng thầm mang nam ma sa na su qua thì hộ tu gia ni thập hữu ta ni sa ma ga ta ni phụng ma ni qua gia ni qua anh ta lê khe ta tha ga tăng đề qua manu su bổ chi tăng sang khăn nam ma sa na su qua thì hộ tu hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành đời. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà định hợp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bốn nhân nô anumodan tu chỉ rằng đặc hành từ xa xa năng akasatha chapumatha devanaga mahitika bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc hạnh tu nô gá ru akasatha cha phum ma tha đệ và na ga ma hệ thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc hạnh tu nha tại vô akasatha cha phum ma tha đệ và na ga ma hệ thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc hạnh tu ba ni nô
akasatha cha pumatha de vanaga mahetika bun nhang no anumodan thì chỉ rằng đã khanh tụng no sada chữ thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con quy thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp thính pháp thảo luận Phật pháp đến với chư thiên hộ trì chánh pháp còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trong đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đi Tích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chư thiên xung quanh tự hiện diện trong Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh năng bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin lại hoan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân đi ba ná sa bát cha vô hồ túc. Ý đăng quân nhân đi ba ná sa bát cha vô hồ túc. Ý đăng quân nhân đi ba ná sa bát cha vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào thính pháp thảo luận Phật pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng, con xin thay mặt ban điều hành rương Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rương theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rương có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá con kính quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Chích Trần Đạo và tất cả quý anh chị em đạo hữu đã đưa lên câu hỏi như làm thị giả cho ngài. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chào tạm biệt đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá, con xin phép được xuống mít. Nam sam tham padam nabi same cha sakko ujo cha su ujo cha su vacho cha samudu anati mani sam to sakko cha su paro cha akkincho cha salahu kavuti.